Chào mọi người hôm nay tiết live bộ dập ly mango mọi người ơi. Đang mặc là bộ dập ly mango nha. Này, dập ly phần này. Nè mọi người ơi. Rồi mọi người vô like. Chị sẽ like với Tiết nha. Rồi hôm nay vẫn sale giá cũ thôi, 115.000 nha. Và hôm nay nói chung mũ mới cũng có size đại nữa mọi người. Giờ để tôi chỉnh lại. À hello Nguyễn Nhanh. Lấy bộ dập ly mango 55 kg. Chị ơi bây giờ mẫu mà 55 kg nhiều lắm. Khi nào tiết dơ lên mẫu nào mình ưng thì mình đặt theo mã tiết đọc nha. Tiết sẽ ghim giá nè, tiết sale cho khách 115.000. Bộ dập ly mango đầm giá nha, 115.000. Hôm nay có size đại, size đại cũng nhiều. Rồi Phương Đình lấy bộ chị mặc ok em nha. Bộ chị mặc hello Susu. Mai hàng hôm nay là xuất sắc luôn nha mọi người ơi. Đó, cứ dài khờ shopping thôi. Còn 500 vẫn để là đi chết. Ok Nguyễn Diệu ok em nha. Rồi. Chị Tí em nhận rồi áo khoác, còn lại bữa nay em lựa thêm gửi chung được không chị? Ok Nguyễn Diệu. Em chào chị Thi Nguyễn, chị Thi Nguyễn. Em nhận được 275.000 chị Thi Nguyễn này, báo chốt đơn là hồi nãy tiết mới báo nhận 275.000 đi đơn. Rồi Phương Đình lấy bộ chị mặc đợi chị Tiết nãy giờ rồi, chị Tiết lên trễ xíu. Rồi bộ tiết mặc thì đã chốt rồi nha. Rồi hàng hôm nay đẹp lắm cả nhà, hôm qua chụp xương xương chút xíu rồi. Hello mặt ông Hà, hôm qua là chụp xương xương xíu thôi, bây giờ mấy là 275 em. Đồng giá 115.000, đồng giá hết mọi người, nhỏ to gì cũng đồng giá. Đây, bây giờ cái bộ này là size đại. Em mặc em chốt rồi chị ơi. Chị Kim Trang khách mới, chị mua hàng đúng mã và kèm số điện thoại giùm em nha. Bộ mặt đã chốt rồi mọi người, một chút xíu nó còn mẫu mặt tiếp lên lại. Rồi. Em chào chế Nguyễn Thị Liên. Rồi đây cả nhà ơi, size đại nha. Nói chung là hàng khoan hả đi đơn. Rồi vậy là chị Thi Nguyễn báo lại là khoan đi đơn. Chỉ nhận 275.000 thôi. Em nhận đồ rồi chị, đẹp lắm. Cảm ơn Diêm Tuyết Kha rồi mọi người ơi. Em chưa gửi thì mọi người cứ đặt đi ha. Rồi đây khách, cái hàng nhà này nè, hôm qua Tiết đã chụp hình rồi. Cái hàng nhà này nè, nó sẽ có 3 size, 3, 4, 5 thì tương đương. 3 là nhỏ nhất, 3 là Tiết đang mặc nè. Đó. 4 là 60 kg trở lại nha. Và 5 năm là size đại á, năm là tầm 65, để em một lát tí coi cái này năm nè. Năm là 65 kg cho là đó, cho nên ngày hôm nay mình tha hồ mình lựa. Có nghĩa là hôm nay có 60 kg nè, có 65 kg. Mẫu rất là đẹp luôn hả. Bán giá nhiều có 115.000, chốt 2, 3, 4, 5 bộ nha. Đi đơn hôm qua thì tí còn giữ, đặt thêm tí đi đơn là ok nha mọi người. Rồi đó, mọi người, đây. Cái hàng này giá cao lắm luôn, nhưng mà Tiết vẫn bán dạ ok chị Thiên Nguyễn, Tiết vẫn bán giá sale giống như bình thường. Tiết bán 115.000 đó. Cái này có 3, 4, 5 thì Tiết sẽ đọc theo mã này nha. Rồi cảm ơn Kim Cho Hy. Dạ ok chị Minh Phượng, em gửi hàng hôm qua cho chị. Rồi đây khách, số 5 nha. Cái này mình ghi cho Tiết là 6 năm
85, 60 đến 65 ký mặt số 5, 55 đến 60 ký mặt số 4, và còn lại số 3 là như tiết mặt dành cho 45 cho đến 55 ký, và số 3 là số nhỏ nhất nha. Khách nào trong khoảng số ký đó mình cứ chốt theo cái mã tiết độc, tiết sẽ có 3, 4, 5 nha cả nhà. Rồi bây giờ chốt cái này là 85 nè. 85 số 5 nha, số 5 60 đến 65 ký. Quá đẹp luôn mọi người. Nhà này 200 mấy một bộ á, 200 mấy một bộ lận. Nhà Thanh Ngọc nè, đó rồi, tiết nói rõ luôn, cái nhà Thanh Ngọc này giá cao lắm. Rồi chị ơi, đặt hàng đúng mã và kèm số điện thoại giùm em nha chị Gia Huy ơi. Cái này là em sale cho nên là mỗi thứ em lên có một thôi chị, mỗi thứ em lên có một thôi. Rồi 85 chốt cho Nguyễn Diệu. Ở nhà Thanh Ngọc này nói thiệt với khách là không có dưới 200.000. Nhưng mà cái này tiết săn được cái lô này là lô sale, có nghĩa là lẻ size, lẻ mẫu, cho nên tiết sẽ bán với giá là sập sàn, chứ không phải là giá là giá rẻ, giá là giá sập sàn luôn. Rồi đây là reel 4, số 4 nha, 55 đến 60 kiếm mặt số 4. Đây mọi người, đó mẫu mới không hay cho 2022 và số 4 nè. Đó, số 4 là 55 đến 60 kg. Rồi mình chốt cho tiết mã này là reel 4, là tiết đọc theo cái cổ viền. Đọc theo cái cổ viền nha mọi người nha. Quần dài hết toàn bộ, nhà này là làm quần dài thôi. Rồi mình ghi cho tiết Gia Huy rồi, ok chị. Rồi reel 4 nha, số 4 55 đến 60 kg nha mọi người ơi. Đó, đẹp tuyệt vời lắm mọi người. Xuất sắc, mặc lên cái form à. Đứng lên cho mấy chị vô xem coi coi. Đó, mình không cần chỉnh sửa gì, mặc vô cái như là đi mai đo luôn mọi người. Đó. À, quá trời đẹp luôn. Mặc bộ đồ vậy 115.000 thì chứ quá xuất sắc. Bộ mặc hết rồi khách, bộ mặc hết rồi. Ship tỉnh 30, Sài Gòn 20 khách. Mặc vô nè mấy chị thấy không? Không cần phải đi đo mai gì hết mấy chị. Bỏ ra 115.000 có một bộ đồ xuất sắc như thế này. Riêu 4 cho thì mị. Rồi đó nha. Bỏ ra 115.000 có đồ đẹp mặc liền, khỏi phải đi mai đi đo gì cho nó mất thời gian. Rồi Nguyễn Huyền Huyền, khách mới nhớ kèm số điện thoại giùm tiết nha. À Nguyễn Huyền Huyền, tiết xin lỗi, khách cũ. Riêu 4 chốt rồi. Rồi vàng 5 nè khách, 60 đến 65 ký vàng 5. Trời, hàng hôm nay bao, bao cho mấy chị sạc đầy điện thoại đi, rồi theo tiếng từ sáng tới chiều để mà săn cái hàng đẹp này. Vàng 5 số 5, 60 đến 65 ký. Chốt vàng 5 mọi người ơi, đây. Quá trời đẹp luôn. Vàng 5 nha, số 5 60 đến 65 ký. Rồi Gia Huy lấy vàng 5. Rồi cam 5 luôn, 60 đến 65 ký. Mấy mẫu này hôm qua tiết chụp hình cho nên là tiết like trước. Mấy mẫu này tiết chụp xương xương, xương xương vài mẫu. Rồi vàng 5 đã chốt, cam 5 là 60 đến 65 ký. Chia sẻ like mọi người ơi, tương tác với tiết để mình không có bị ẩn bình luận, để mình hôm nay mình săn đồ đẹp. Giá sập sàn. Rồi đây, cam 5 60 đến 65 ký mọi người. Cam 5 60 đến 65 ký. Rồi vàng 5 tí đã chốt, cam 5 trăm mi vàng 60 đến 65 ký. Nhớ giùm tiết nha, chị nào mình không biết mặt size gì mình cứ cho tiết là số ký và cả chiều cao, tiết sẽ báo cái size cho đúng. Rồi mã này mình ghi cho tiết đen 4, 55 đến 60 ký mã số 4, đen 4. Rồi đẹp quá cả nhà ơi. Đen 4 nha, 55 đến 60 ký. Quá đẹp luôn, cổ hai lá cho mình chứ không phải một lá, cổ hai lá. Rồi chốt cho tiếp. Đen 4 55 đến 60 kg. À, vải mango dập ly nha khách ơi. Rồi hồng 4 kiểu giống tiết mặt nè. Đen 4 cho Vinh Quang, rồi Vinh Quang đen 4. Đây, đẹp chưa? Rồi, cầm bộ đồ mà thiệt chứ không có dám làm mạnh nữa, nó đẹp quá, cầm nhẹ nhàng thôi nè. Rồi hồng 4 nha. Rồi số 4 55 đến 60 kg kiểu giống tiết mặt. Trăm mi vàng lấy hồng 4. Quá xuất sắc luôn. Rồi da 4 luôn, 55 đến 60 kg da 4. 55 đến 60 kg da 4 nha mọi người. Không dám cầm bộ đồ mạnh, nó đẹp quá mà phải nâng niu, phải nâng niu. Đẹp là phải nâng niu. Rồi da 4 55 đến 60 kg. Rồi chị Gia Huy, chị đặt số 5 đúng rồi chị. Rồi mã này là cam 4 luôn, 55 đến 60 kg cam 4. Gia 4, Phan Thị Mai Anh. Gia 4. Rồi xin chào Khẩu Trang Kim Ngân.
Rồi cái này ghi chi tiết là cam 4, số 4, 55 đến 60 kg mặt số 4. Rồi cam 4 nha mọi người ơi, cam 4 đẹp quá mọi người nè. Đây là gần cho xem cho kỹ xíu nè, đó hàng 200 mấy. Rồi cam 4, cam 4 1m55 50 kg mà số 3 là nhỏ nhất cho em. Cam 4 chị Thanh Thủy thôi, cam 4 nha chị. Cam 4 Kiên Cường, cam 4. Rồi hồng 5 nè mọi người, quá đẹp luôn, cổ vuông cho mình, xuất sắc chưa. Số 5 62 đến 65 kg, 60 đến 65 kg. Nói chung mấy chị không biết mình mặc size gì, cứ cho tí số ký và cả chiều cao luôn, tiết báo size cho đúng ngày hôm nay mình đặt cho nó đẹp nha mọi người nha. Tại hôm nay có 3 số rồi. Rồi mình ghi cho tí, theo tiết riết đồ treo đầy tủ mà vẫn muốn mua. Hello Lan Anh. Hồng 5 60 đến 65 kg. Rồi mặt ông Hà lấy hồng 5. Em ơi hôm nay thao hồ lựa mặt ông Hà ơi, mẫu mới không em thấy không? Đây. Trời ơi nó đẹp. Rồi 205.000. Mua ngoài thị trường 205.000 nè mọi người. Rồi cái này mã là xanh 4 nha. Xanh 4 nha khách ơi, số 4 55 đến 60 kg xanh 4. 55 đến 60 kg mọi người ơi, số 3 là tiết mặt là nhỏ nhất. Đó, tiết mặt là nhỏ nhất luôn. Ai nhỏ nữa thì là không có nha, chỉ có cái số tiết mặt là nhỏ nhất thôi. Nói chung dập ly dễ lắm. Ốm thì nó thun lại, mà mình tròn là nó giãn ra đó, dễ lắm mọi người. Xanh 4 với Quỳnh Linh. Thì lỡ có mập lên 2 3 kg vẫn mặc đẹp luôn mấy chị. Nè, thấy không? Nó dập ly mà. Lỡ mập lên mấy kg mặc vẫn đẹp. Rồi số 3 nhỏ nhất nè mọi người. Số 3 45 đến 55 kg và mình ghi chi tiết là chữ 3. Đó, số 3 là giống tí đang mặc nha mọi người nha. Mọi người nhìn giùm tí đây đó, mặc vô nó thiệt chứ mê thiệt mọi người, không cần phải đi đo mai gì. Y xì như cái kích cỡ của mình luôn. Y xì như kích cỡ ra. À, đứng xa cho thấy cái quần. Ồ, cái nhà này mai chuẩn giả mang cái quần vừa y luôn nè, áo nè. Đó, đứng lên cho xem cái form nha. Đó, không cần phải đi đo đi mai gì, mặc vô cái là giống như mai theo cái số đo của tí luôn mọi người. Ôi mê giả mang luôn nè, cổ cũng vừa vặn, tay cũng vừa vặn. Đó. Chiều dài áo, chiều dài quần, trời thiệt. Thôi thôi, chỉ nói là mê thôi chứ không nói gì nữa. Rồi, không có bán sỉ hết, bán sale rồi không có bán sỉ. Rồi mã này ghi cho tí là chữ 3 nha, số 3 là giống như tí đang mặc. 45 cho đến 55 kg. Chữ 3. Bán bao nhiêu bộ? 115.000 bộ. Chữ 3 mấy chị ghi đúng mã giùm, số 3 nhiều mẫu lắm. Chữ 3. Rồi, chữ 3. Chị Diễm Nguyễn ơi, chị mua hàng chị phải kèm số điện thoại chị. Khách mới phải có số em mới chốt. Thanh Chương số 3 chữ 3 cho Thùy Mị. Số 4 cam 4 nha mọi người. Cam 4 56 đến 60 kg mà số 4 cam 4. Tiếp mặt size 3 đó, Quỳnh Quỳnh size 3 nhỏ nhất. Mà công nhận bộ đồ giống như là đi đo theo kích cỡ của mình vậy. Cam 4 mọi người ơi, Vũ Hằng lấy cam 4. Rồi Vũ Hằng không có số điện thoại bỏ ra luôn. Rồi cam 4 chốt cho Quỳnh Linh, Vũ Hằng không có cam 4, không có số. Rồi Như Như à, số 3 em, số 3. Rồi đây. 200 mấy chục ngàn bộ. Ở đây mua có nhiều. 115.000. Rồi. Hồng 5 nha. 60 đến 65 kg hồng 5, 73 kg không có khách. Mấy chị lưu ý nha, chị nào không có số là em không có lấy hàng nha. Lên mã và số điện thoại một vòng em mới lấy hàng. Rồi mặt ông Hà hồng 5. Mặt ông Hà hồng 5. Rồi vàng 4. 56 đến 60 kg mặt số 4, vàng 4. 56 đến 60 kg vàng 4. Đây mọi người vàng 4 nha. 56 đến 60 kg là mình mặc số 4. Quá trời đẹp. Rồi vàng 4, 56 đến 60 kg vàng 4. Rồi thì Mỹ lấy vàng 4. Rồi lá 4 khách ơi. 56 đến 60 kg mà số 4, lá 4. Bỏ ra ngoài cho thấy đi. Lá 4, 56 đến 60 kg lá 4. Ồ quá đẹp luôn. Rồi chia sẻ like vô mọi người ơi.
56 đến 60 kg muốn chia sẻ like vô để không có bị ẩn nha, không có bị ẩn bình luận lắm thôi là ẩn không thấy nha. Xanh lá 4 với Quỳnh Linh rồi, ok khách, xanh lá 4 rồi, lưu ý đúng mã thì mấy chị khách mới vô nè, mình nghe tiếng động xong ghi vậy và kèm số điện thoại một dòng nha. Rồi đen 4 56 đến 60 kg quần dài hết em ơi. Rồi ngồi xích ra cho mọi người thấy cho dễ ha. Rồi mã này chốt cho Tiếp nha. Đen 4 nha. 56 đến 60 kg. Rồi chốt cho Tiếp là đen 4. 56 đến 60 kg. Rồi thì Mỹ lấy đen 4 rồi, ok thì Mỹ đen 4. Mã này xuống nó. Nó dướng cái tay quá. Rồi Hoa Nhí 4. 56 đến 60 kg mình mặc số 4, Hoa Nhí 4. Khách mới nhớ kèm số điện thoại gì một dòng giùm Tiết nha khách, tại vì bên Tiết gọi chốt đơn đó mọi người. Rồi, hôm qua đang gọi chốt em ơi, một bộ chắc chưa gọi tới nha. Tại vì bên chị gọi nói chung là gọi nhiều trước rồi một bộ sẽ gọi sau cùng, đợi cho khách có đặt thì dồn vô. Hoa Nhí 4. Rồi, cảm ơn được Thanh, Hoa Nhí 4. Đỏ 4 không khách, 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. Đó, đẹp đẹp không mọi người ơi. Rồi đỏ 4 giùm Tiết nha, 56 đến 60 kg, số 4, số 4 nha mọi người. Đây, hàng xịn sò cho mình luôn nha. Đó, quá đẹp luôn, những cái mẫu mà chưa bao giờ like. Hồng Lan Anna gửi rồi em. Đỏ 4 cho Quỳnh Linh, Nhí 4 cho Đỗ Phượng. Đỏ 4 nè, Nhí 4. Rồi da 4 không khách ơi, số 4 nha, 56 đến 60 kg. Mấy chị thấy mai kìa, trời ơi coi nè, quá đẹp luôn á. Rồi mã này, Hoa Nhí 4 rồi chốt rồi. Mã này ghi cho Tiết da 4, trời ơi, đẹp quá. Đồ nhà Thanh Ngọc Phương đẹp lắm. Rồi da 4 không có bán sỉ nha khách, 115.000 đang sale quá mọi người, 115.000 không có bán sỉ. Rồi vàng 4 luôn, 56 đến 60 kg vàng 4. 56 đến 60 kg vàng 4, quá đẹp luôn. Da 4 vàng 4. Da 4, rồi châu tay da 4. Da 4 đẹp quá. Vàng 4. Bộ mặt là chốt rồi em Quỳnh Quỳnh. Vàng 4 cho Thùy Mỹ. Đen 4 hết rồi. Bích bích chưa thấy em đặt gì hết em. Đen 4 nha. Rồi đen 4, 56 đến 60 kg đen 4. Ôi đẹp quá mọi người ơi, chốt liền. 56 đến 60 kg đen 4. Rồi cam 4 luôn, 56 đến 60 kg cam 4. Rồi 56 đến 60 kg đen 4 cho Quỳnh Linh, bộ mặt đã chốt tàu like rồi khách. Bộ mặt đã chốt không? Cam 4 nè, 56 đến 60 kg. Thấy chị Trần Chiến kìa ơi, em thấy nha chị. Rồi cam 4 giùm Tiết nha, 56 đến 60 kg chốt lẹ đi mấy chết. Hôm nay nhiều mẫu quá em lai lẹ nha. Rồi đỏ 4 luôn, 56 đến 60 kg số 4 ha, 56 đến 60 kg. Đỏ 4, quần dài hết toàn bộ nha mọi người ơi. Cam 4 cho chị Trần Chiến, rồi số 5 lớn nhất. Số 5 lớn nhất nha, 60 đến 65 kg là lớn nhất. Rồi đỏ 4 nha. Đỏ 4 nè mọi người ơi, đỏ 4 nha. Rồi mấy chị khách mới lưu ý là khi mà Tiết đọc tên thì mới có đồ, và nếu mấy chị đặt nhưng mà Tiết không có đọc tên là mình không có đồ. Thì Mỹ đỏ 4 thì Mỹ là khách mới 6 bộ rồi, bây giờ mình mua thêm thì mình đọc cho Tiết 200k rồi Tiết mới chốt thêm được cho mình nha. Cái này là quy định bên Tiết rồi, mua nhiều thì phải cọc, và khách mới thì chốt tối đa là 6 bộ. Mã này ghi cho Tiết là Hoa 4, 56 đến 60 kg. Rồi 70 kg em không có nha chị. À, Hoa 4 nha, Hoa 4 thấy mọi người hết mọi người, mình cứ đặt đi. Em thấy hết nhưng mà bây giờ em chỉ đọc tên chốt hàng thôi. Mọi người thông cảm.
cứ đặt đúng mã và kèm số điện thoại, chứ thấy thì thấy hết. Nhưng mà bây giờ chỉ đọc tên chị nào mà lên trước thôi. Rồi mã này ghi chính là hoa 4, Trần Bích Thảo lấy hoa 4 đó. Mọi người thông cảm là bây giờ là tiết tập trung, tiết đọc mã chốt cho nên là tiết thấy mọi người hết. Nhưng mà mọi người cứ ghi mã thôi, mã mình đặt kèm số điện thoại một dòng chứ tiết thấy hết mọi người luôn nha. Rồi đây hết rồi, số 3 nhỏ nhất mình ghi cho tiết là đỏ 3 đó. Số 3 giống như đang mặc 45 đến 55 kg. Rồi mã này ghi cho tiết đỏ 3, đỏ 3 nè, đó đẹp quá. Đây mọi người thấy cái áo không? Số 3 nhỏ nhất đang mặc 45 cho đến 56 kg nha mọi người nha. Số 3 nhỏ nhất mình mặc vừa y thiệt chứ. Mê bộ này chắc không muốn cởi ra luôn á. Mặc vừa y luôn. Rồi đỏ 3 cho thơ bùi. Rồi có đỏ 4 luôn. Đỏ 4 nè, 56 đến 60 kg. Có đỏ 4 nha khách. Đó, kiểu quá đẹp đỏ 3 chút. Chị Thùy Mỹ ơi, chị cọc mới chốt thêm, còn nếu không cọc em không có chốt thêm được chị. Bộ đỏ đang mặc hết hàng. Rồi hiện tại em còn đỏ 4 nha. Đỏ 4, số 4 56 đến 60 kg. Bán kiểu này khó chốt rồi, chị ơi tùy à chị. Mình không theo kịp thì em cũng biết sao, tùy chị. Kim ngoan mùi đỏ 4. Đó, ở đây khách vẫn đặt bình thường. Rồi cam 3 nè, 45 đến 56 kg. Rồi hôm nay em chỉ có số 5 là 65 kg cho lại số 5. Em chỉ có 345, nhà này người ta làm 345. Rồi đây cam 3 số 3 nhỏ nhất nha mọi người, không có 12. Không có 12, nhà này làm 345 và số 3 là cái số nhỏ nhất như tí đang mặc. Tí thì 50 kg, 1m62 và cái số 3 tí sẽ chốt cho mấy chị 45 kg trở lên, tại vì có nhiều chị mình hơi thấp. Đó, ví dụ như mình 1m50, 45 kg là mặc tương đương với cái size tiết mặc. Cam 3 cho Thấm Nguyễn. Cho nên chị nào mình nhỏ con hoặc mình ốm mình cứ lấy số 3 bao mặt đẹp, tại vì dập ly này nó thun vô, nó giãn ra theo cái eo của mình. Rồi bộ mặt số 3 em chốt rồi mấy chị ơi, bây giờ em dơ lên mấy chị chốt nha. Bộ em mặc đã có chủ rồi, đã về chủ mới rồi, không còn thuộc về em nữa, về chủ mới rồi. Mã này ghi cho em cam 5 nè, 60 đến 65 kg cam 5. 70 kg không có hàng. Hôm nay chỉ có số 5 65 kg vậy nè. Đó, số 5 lớn nhất thôi mọi người, không có 70 kg. Số 5 60 đến 65 kg cam 5. Cam 5 nha, 60 đến 65 kg. Hello em yêu, bữa chị nhận đồ dập ly mặt cưng lắm luôn. Dạ chị Ngọc Hiền. Cam 5 cho Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn cam 5, rồi đỏ 5, 60 đến 65 kg tiếp nha. Mọi người cứ nghe tiết tập số ký, cái nào vừa mình chốt lẹ liền, rồi bấm sẵn số điện thoại nha. Thấy chị Trường Thịnh, nói chung là em thấy hết mọi người, nhưng mà em đang tập trung đọc mã để hơi sợ lộn mã. Rồi đỏ 5 nè mọi người ơi, 60 đến 65 kg nha, em cũng lay lẹ luôn, tại đây có nhiều khách đợi. Rồi mặt ông Hà đỏ 5, đây em lên caro cho mọi người luôn nè. Rồi caro này em có 4 năm. Caro này em có 4 năm nha mọi người ơi. Em có 4 là 56 đến 60 kg và 5 60 đến 65 kg. Rồi lên mã caro giùm em 4 với 5. Rồi caro 4 với 5 nha mọi người. 4 là 56 đến 60 kg, 5 là 60 đến 65 kg. Rồi chốt giùm em giá sale đồng giá 115 ngàn không mọi người. Đây, quá trời đẹp luôn, chốt liền caro 45 nha. Caro 4, caro 5. Caro 4, caro 5 mọi người ơi. Trời, mê quá. Caro 4, caro 5 giùm em nè. Đó, nhìn thấy cái form không? Em ốm vô người là ra form liền. Caro 4 Trần Bích Thảo. Rồi 115 ngàn một bộ thôi, giá sale đồng giá luôn mấy chị. Caro 4 Trần Bích Thảo, rồi caro 5. Caro 5 nha, số 5 60 đến 65 kg. Caro 5 nha mọi người, 60 đến 65 kg. Nguyễn Diệu caro 5. Rồi caro 5 còn 1. Rồi hoa nhí 3, 45 đến 55 kg. Caro 5 cho Phượng Lê. Rồi ok chị. Hoa nhí 3 là khách số 3 nhỏ nhất giống tiết mặt, dành cho 45 đến 55 kg. Hoa nhí 3. Số 3 nhỏ nhất nha mọi người, này có 3 size. Rồi hoa nhí 3 70 kg em không có hết. Hoa nhí 3 mọi người, trời ơi, nó đẹp.
Đây hoa nhí 3 nha. Số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 kg. Mình cứ chốt số 3 giùm tí. Hoa nhí 3. Rồi hồng 5 gọn bộ nè, 60 đến 65 kg hồng 5. 60 đến 65 kg mọi người. Hồng 5 nha. Quá đẹp luôn nè, 60 đến 65 kg. Quá xuất sắc luôn. Đó, hàng này 200 mấy một bộ. Nhí 3 cho Tâm An. Tâm An không có số điện thoại rồi, em bỏ ra chị ơi. Mua hàng không có số, em không có chốt nha. Nhí 3 cho Đỗ Phượng. Nhí 3 em chốt Đỗ Phượng. Hồng 5 chốt cho Nhung Nguyễn. Rồi cái này mình ghi chi tiết là trắng 5 luôn. 60 đến 65 kg trắng 5. Bộ mặt hết hàng. Rồi trắng 5 nha mọi người, khách mới kèm số điện thoại nha, không có số em không có chốt được mấy chị, tại cái này là bên em gọi chốt đơn. Trắng 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg số 5, trắng 5. Rồi trắng 4. Trắng 5 trắng 4 mình tiếp nha. Trắng 5 trắng 4, trắng 5 cho Kiều Trinh. Số 5 60 đến 65 kg rồi tiếp còn trắng 4. Trắng 4 nha mọi người, 56 đến 60 kg trắng 4. Rồi trắng 4 nha. Rồi khách mới nhớ kèm số giùm em một dòng nha mấy chị, hoặc là mấy chị lên số trước giùm em để em lưu số. Rồi số 3 đẹp quá. Kiểu giống tiết mặt. Rồi trắng 4 nha mấy chị ơi, trắng 4, trắng 5 em chốt rồi. Đây mấy chị kiểu giống tiết mặt và size tiết mặt luôn. Xanh 3, 45 đến 55 kg xanh 3. Rồi xanh 3 mấy chị ơi, em còn trắng 4. Bộ này là xanh 3 nha, số 3 nhỏ nhất kiểu giống em mặc luôn. Quỳnh Ngọc Phượng trắng 4. Rồi xanh 3 nha mọi người. Bữa nay chị thấy em ốm hơn lúc trước đó em gái vua. Dạ chị Phan Thị Trang, em ốm hơn chút xíu. Xanh ba với thơ bùi, đồ đẹp nó hành em với em ốm hơn chút xíu. Rồi mã này là lá 4 hết rồi, 56 đến 60 kg lá 4. Rồi lá 4, 56 đến 60 kg lá 4 mọi người ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi lá 4 dùm tiết nha, lá 4. Rồi chị nào khách mới lên sẵn số điện thoại tiết lưu để mình chốt cho nó được nhanh đó mấy chị. Rồi lá 4 nha, số 4, 56 đến 60 kg lá 4 nha mấy chị ơi, lá 4. Lá 4 chốt dùm em đúng mã dùm em nha mấy chị. Trắng 4 đã chốt rồi mấy chị, lá 4. Đỏ 5, 60 đến 65 kg là số 5, đỏ 5. 60 đến 65 kg. Lá 4 cho dâu tây. Lá 4 cho dâu tây đỏ 5 nè mọi người. 60 đến 65 kg rồi đỏ 5 mọi người. Rồi đỏ 5 số 5, 60 đến 65 kg đỏ 5. Đây cái cổ này em cho xem cái cổ. Đỏ 5 nha mấy chị ơi, đỏ 5. Gia Huy lấy đỏ 5. Rồi đen 4 mấy chị, 56 đến 60 kg đen 4. 56 đến 60 kg đen 4. Đen 4 mấy chị ơi, đen 4. Rồi kiểu giống tiết mặt. Xanh 4, 56 đến 60 kg xanh 4. Rồi kiểu giống tiết mặt nè mọi người. Ai? Đó, kiểu giống mặt như thế này. Rồi xanh 4 đen 4 số 4, 56 đến 60 kg giùm em. Đen 4 cho Trần Loan. Rồi đen 4 Trần Loan. Ok khách nè, em còn xanh 4. Em còn xanh 4. Mấy chị chia sẻ like, thả like thả tim vô đi mấy chị, để không có bị ẩn bình luận. Rồi mã này ghi cho em là đỏ 4 luôn đi. Đỏ 4 nha, 56 đến 60 kg đỏ 4. Xanh 4 cho chị Trần Chiến. Rồi ok chị, bộ xanh này đẹp lắm chị. Rồi đỏ 4 giùm em luôn, 56 đến 60 kg không có bán sỉ hết rồi. Rồi đỏ 4 giùm em luôn, 56 đến 60 kg. Đỏ 4 nha mọi người ơi, đỏ 4. Số 4, 56 đến 60 kg. Rồi xanh 3 giùm em Ngọc Dung lấy đỏ 4, Ngọc Dung đỏ 4. Rồi xanh 3 nè khách, 45 đến 55 kg và nhỏ nhất luôn. Cái này nhỏ nhất luôn nha. Rồi mã này ghi cho em nha, xanh 3, trời số 3 là nhỏ nhất, giống tí ra mặt mọi người, cái form nó đẹp lắm, form chuẩn lắm nha. Rồi xanh 3 cho Tâm An, ok ha.
Dạ ok chị Khoan Thị Trang, em cảm ơn chị. Chừng nào có ủng hộ gì ủng hộ em nha chị. Rồi đỏ ba luôn mọi người ơi. Số 3 nhỏ nhất 45 cho đến 55 ký chốt số 3, đỏ 3 nha khách, đỏ 3. Số 3 nhỏ nhất. Đó, ở đây không có số 1 số 2 mấy chị, do là nhà mai người ta chỉ ghi là 3 4 5 vậy thôi, đỏ 3 nha. 45 đến 55 ký mình cứ lấy số 3 giùm em. Rồi quá đẹp luôn. Rồi, đỏ 3 em chốt. À, không còn nhỏ không có số không chốt nè, đỏ 3 cho chị Nguyễn Lâm Xuân. Không có số không có chốt nha khách ơi. Rồi da 4 56 đến 60 ký da 4. Rồi da lẹ, da nè mấy chị, cái quần đẹp lắm, em đọc theo cái viền nha chứ bộ này quá trời đẹp luôn nè. Rồi đây nha. Da 4 nè, 56 đến 60 ký. Da 4 56 đến 60 ký. Rồi Phượng Lê lấy da 4. Chị nào có đơn rồi không còn ghi số nữa, khách mới còn chưa có đơn thì ghi số cho em nha. Rồi vàng 3 45 đến 55 ký. Hồ quá trời đẹp. 115.000 giá sale nha chị ơi. Rồi dạ chị Phan Thị Trang, vàng 3 khách số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 ký vàng 3. Đúng rồi, lâu lâu mới về đẹp như thế này. Rồi vàng 3 cho Thơ Bùi. Vàng 3 cho Thơ Bùi. Rồi kiểu giống tiết mặt đỏ 4, 56 đến 60 ký đỏ 4. Đây khách ơi, 56 đến 60 ký đỏ 4, kiểu giống tiết đang mặc nè mọi người ơi. 56 đến 60 ký mình mặc số 4 giùm cho tiết nha. Đẹp quá nè. Đỏ 4 nha. 56 đến 60 ký đỏ 4. Đỏ 4 cho Phượng Lê. Rồi Phượng Lê đỏ 4. Đen 5 đi mấy chị, 60 đến 65 ký đen 5. Rồi cái cổ nè. Đen 5 nha. Rồi 60 đến 65 ký mặt số 5, và số 5 là số lớn nhất. Số 5 là số lớn nhất nha mấy chị. Rồi quần dài hết toàn bộ Nguyễn Đi Kiều qua em nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em. Mã này ghi cho tiếp nha. À, đen 5 số 5, 60 đến 65 ký lớn nhất của mọi người. Rồi đen 5 cho Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết đen 5. Rồi vàng 5 luôn. Vàng 5 luôn. 60 đến 65 ký vàng 5. Đọc theo cái cổ viền nè khách. Quần dài hết nha các ơi, dài hết toàn bộ. Rồi đen 5 đã chốt, bộ này ghi cho tiếp là vàng 5. Vàng 5 nha khách, 60 đến 65 ký số 5 lớn nhất nha mọi người ơi. Số 5 lớn nhất. Rồi vàng 5 chốt cho Hồ My. Hồ My vàng 5. Rồi kiểu giống tiết mặt đỏ 3. Đây số 3 nè. Số 3 nha, 45 đến 55 ký đỏ 3 chốt liền khách. Rồi kiểu giống giống đang mặc luôn, màu đỏ mặt còn trắng da hơn nữa. Đỏ 3. Rồi không có lửng khách ơi, quần dài hết toàn bộ. Rồi mình ghi cho tiếp là đỏ 3 nè. 45 đến 55 ký là số 3, số nhỏ nhất luôn. Rồi mấy bộ này là số 3 nè. Đỏ 3 vàng 3. Rồi 45 cho đến 55 ký. Vỏ hồng tím có đỏ 3. Vỏ hồng tím có đỏ 3. Rồi vàng 3 luôn. 45 cho đến 55 ký vàng 3. Số 3 nhỏ nhất nha. Số 3 nhỏ nhất. Rồi 115.000 bộ. Vàng 3, số 3 đang mặc nhỏ nhất. Kiều Kinh lấy vàng 3. Rồi Kiều Kinh có vàng 3. Da 3 luôn khách. Rồi 45 đến 55 ký mà số 3, số 3 nhỏ nhất, da 3. Da 3 nha khách ơi, da 3, 45 đến 55 ký da 3. À, màu da. Em đọc theo cái cổ á. Rồi da 3 45 đến 55 ký da 3. Da 3 cho chị Thi Nguyễn. Rồi chị Thi Nguyễn có da 3. Cam 3 luôn khách, quá đẹp luôn nè khách ơi. Cam 3, 45 đến 55 ký rồi, cái cổ nó quá trời xinh luôn. Cam 3 mấy chị ơi, 45 đến 55 ký tiếng nha, số 3 nhỏ nhất. Cái cổ nè, quá xinh luôn á cả nhà. Rồi cam 3. Chữ 3 nha, chữ 3, chữ ABCD. 115.000 Nguyễn Long Xuân cam 3. Rồi, chữ 3 luôn khách. 45 đến 55 ký chốt số 3 chữ 3.
chữ ba nhiều tiếng nha, chữ ba nè các ơi. Ôi nó quá đẹp luôn. Chữ ba mọi người ơi. Chữ ba cho thu tâm, thu tâm chữ ba. Rồi đỏ ba luôn. Đỏ ba luôn nè khách. 45 đến 55 kg là số 3 một tí nha, đỏ ba. Đây khách, quá đẹp luôn đỏ ba khách ơi. Đó quá xinh luôn. Rồi đỏ ba khách ơi, chữ ba chốt rồi khách, đỏ ba. Xanh ba luôn khách ơi. Mai Thi Phạm lấy đỏ ba, ok khách nè. 70 kg không có khách. Xanh ba 45 đến 55 kg xanh ba. Xanh ba 45 đến 55 kg xanh ba, chữ hết rồi mọi người, xanh nè. Xuất sắc chưa? Đây cái cổ, rồi xanh ba. Xanh ba nha khách ơi. Rồi bộ này à, để coi xanh ba tiếp có. Xanh bốn luôn. Xanh ba, xanh bốn, xanh ba vỏ hồng tím. Rồi xanh bốn luôn. Xanh bốn nha. Rồi 46 đến 60 kg mà số 4, xanh bốn. 46 đến 60 kg mà số 4. Rồi chứ còn xanh 4. Xanh 4 khách ơi. Rồi đỏ 4, đỏ 3. Phượng Lê lấy xanh 4. Rồi ok Phượng Lê xanh 4. Đỏ 4, đỏ 3 nha khách. 4 này 56 đến 60 kg, 3 là dưới 55 kg. Nói chung 3 là nhỏ nhất. Rồi Danh Linh lấy đỏ 3. Đỏ 3 này nha Danh Linh nha. Đỏ 3 này ha. Rồi đỏ 4 đang cầm. Đỏ 4 đang cầm nè. Đỏ 4 nha khách. 56 đến 60 kg mà số 4. À, đỏ 4 cho Quỳnh Linh. Quỳnh Linh đỏ 4. Rồi mã này mình ghi cho Tiết là hoa đi, để hơi đỏ nữa trùng á, hoa 3. 45 đến 55 kg hoa 3. Khách mới kèm số giùm Tiết nha khách ơi, bên Tiết gọi chốt đơn. Đủ thì tài ngân hôm qua hai bộ gửi luôn. Ok khách, hoa 3 số 3, 45 đến 55 kg hoa 3. 45 đến 55 kg hoa 3. Riêu 3, rồi số 3 45 đến 55 kg riêu 3. Hoa 3 cho Lan Nguyễn. Rồi Lan Nguyễn có hoa 3. Riêu màu riêu. Riêu 3 mọi người ơi, trời ơi nó đẹp quá mọi người. Có size 5 chị, 345 3 size. Riêu 3 nè khách. Số 3 nhỏ nhất, 45 đến 55 kg. Rồi da 3 luôn mọi người. Riêu 3 cho Kim Trang. Kim Trang có riêu 3. Da 3 luôn, 45 đến 55 kg da 3. Da 3 nè khách, 45 đến 55 kg da 3 mọi người ơi. Quá xá đẹp. Xinh quá trời xinh luôn. Rồi da 3 giùm tí luôn, 115 ngàn thôi khách, 115 ngàn. Da 3 cho bông hồng nhỏ. Bông hồng nhỏ da 3 nè. Rồi bấm sẵn số điện thoại đi mấy chế ơi, bấm sẵn số đi nha. Rồi xanh 3 kiểu giống Tiết mặt. 45 đến 55 kg hổ màu xanh quá đẹp, xanh 3 nha. 45 đến 55 kg xanh 3, 115 ngàn một bộ. 115 ngàn một bộ ship tỉnh 30 Sài Gòn 20 mấy chị. Hương Lê lấy xanh 3. Rồi là quá đẹp luôn Hương Lê. Rồi xanh 3 đã chốt nha. Rồi đen 3 luôn. Trời ơi cổ 2 lá. Đen 3 luôn mọi người ơi. 45 đến 55 kg mà số 3. Rồi đen 3 luôn. 45 đến 55 kg đen 3. Đây cổ 2 lá nè. Cổ sen 2 lá. Đen 3 nha mọi người. 45 đến 55 kg Kiều Chinh lấy đen 3. Rồi à, cái này là măng cụt chưa. Rồi bây giờ qua số 4 nha, qua cục số 4 đi. Em sẽ like 3 size ha. Qua cục 4 là 4 là 56 đến 60 kg nha. Rồi bây giờ tiếp qua. À có 3 4, nói chung là lộn xộn. Bây giờ nó lộn xộn. Rồi cam 3 luôn, 45 đến 55 kg cam 3. Quá đẹp luôn nha. Cam 3 không có lỡ nha. Quần dài hết toàn bộ. Nhà này ít có mai lỡ. Rồi cam 3. Trời ơi coi nè. Mê không mọi người. Cam 3 45 đến 55 kg. Hương Lê lấy cam 3. Rồi Phương Nghi thấy em nha. Mạng bên em bị chậm hay sao. Thấy mà thấy nhảy lên sao. Đỏ 5. Số 5 60 đến 65 kg. Và số 5 lớn nhất.
Số 5 lớn nhất nha mọi người, 60 đến 65 kg, đỏ 5. 70 kg không có khách. Số 5 lớn nhất 60 đến 65 kg kiểu giống tiết mặt, đỏ 5. Rồi cam 5. Mi sao Nguyễn đỏ 5. Rồi ok khách, mi sao Nguyễn đỏ 5. Rồi cam 5. 60 đến 65 kg cam 5, số 5 lớn nhất nha mọi người. Cam 5. 60 đến 65 kg. Rồi cam 5 nha mọi người, đẹp quá. Cam 5 60 đến 65 kg. Cam 5. Rồi cam 4. 56 đến 60 kg cam 4. Số 4. Cam 4 nha, 56 đến 60 kg cam 4. Đây, cam 4 56 đến 60 kg, Nam Hoàng lấy cam 5. Rồi Nam Hoàng cam 5. Rồi cam 4 đi khách, cam 4. Rồi bộ hoa này hai bộ. Hoa 3 à, màu xanh đi. Cam 4 cho Hồng Phước. Rồi 56 đến 60 cái màu số 4. Châu 275, châu. Rồi khách ơi, xanh 3 xanh 4 giùm tiếp nha, số 3. 45 đến 55 kg, số 4, 56 đến 60 kg, xanh 3 xanh 4. Rồi Nguyễn Gia Bảo đó em ơi, thấy nha. Xanh 3 xanh 4 nha mọi người, xanh 3 xanh 4. Đó, đẹp chưa? Xanh 3 cho Quỳnh nghe, rồi xanh 4. Xanh 4 mọi người, số 4, 56 đến 60 kg, số 4. Rồi qua màu đỏ, đỏ 3 luôn. Đỏ 3 nha. Rồi đỏ 3, 45 đến 55 kg đỏ 3. Mét 6 vừa không chị? Mét 62 mặc quần vừa y luôn em. Chị mét 62 mặc quần vừa y luôn nè. Rồi đỏ 3 mọi người ơi, đỏ 3, xanh 4. Xanh 4 cho Trần Diễm. Trần Diễm á, không có dấu. Trần Diễm đi ha, đỏ 3 cho Quỳnh Quỳnh. À mét 62 mặc cái quần như là đi mai luôn. À mét 62 mọi người mặc cái quần mọi người thấy không? Mang với đôi dép mũ thôi là vừa y luôn á. Mang với đôi dép mũ thôi vừa y luôn. Nói chung mà dép trong nhà đó mấy chị, mang vừa y luôn. Rồi đen 4, 56 đến 60 kg đen 4. Rồi 56 đến 60 kg. À màu xanh tí còn nữa nè khách. Mang đợi tí nha, tí thấy màu xanh tí còn. Khách ơi, tí còn xanh 3 nè. Cái này giống không ta? Em cho chị coi cái cổ. Rồi em còn xanh 3. Xanh nó màu xanh gì? Em còn xanh 3 nha. À, cái cổ này khác. Rồi em còn bộ xanh 3. Đen 4. Rồi để tiếp chốt đen 4 đợi tí xí. Đen 4 bông hồng nhỏ. Rồi xanh 3 còn bộ. Xanh 3 còn 1. Rồi mi sao Nguyễn có một bộ rồi khách. Xanh 3 nha khách. Xanh 3, số 3. Xanh 3 nè, 45 cho đến 55kg xanh 3. Rồi Quỳnh Quỳnh lấy xanh 3, 45 đến 55kg xanh 3 cho Quỳnh Quỳnh. Rồi mã này là nâu 3 nè mọi người. Nâu 3 nè, 45 đến 55kg nâu 3. 45 đến 55kg, đó đẹp quá. Nâu 3. 45 đến 55kg nâu 3. Vậy mặt em chốt rồi chị ơi, bộ mặt chốt rồi nha. Rồi số 3 nhỏ nhất. Số 3 nhỏ nhất. Rồi xanh 4, nâu 3 cho Hồ My. Hồ My là hai bộ á bạn ơi, chứ không phải là chưa có bộ nào, bộ Hồ My là hai bộ rồi á. Rồi xanh 4 nha khách, 56 đến 60 kg, xanh 4. 56 đến 60 kg, rồi xanh 4 nha mọi người. Quá đẹp luôn. 56 đến 60 kg mà số 4 thì tiếp nha. 56 đến 60 kg mặt số 4. Xanh 4.
Rồi Ngọc Dung lấy xanh 4. Ok Ngọc Dung nè. Đỏ 4, 56 đến 60 kg đỏ 4. Ai đẹp quá, 56 đến 60 kg đỏ 4. Đây khách ơi, đỏ 4 nha, 56 đến 60 kg quá đẹp luôn khách. Đỏ 4. 56 đến 60 kg một chiếc đỏ 4. Cam 3, bông hồng nhỏ có đỏ 4. Bông hồng nhỏ đỏ 4, cam 3 khách ơi, số 3 nhỏ nhất. 45 đến 55 kg. Rồi Phụng Ngọc đang gọi chốt đơn, mình chưa tới hàng của mình. Phụng Ngọc ơi, đang gọi chốt nha. Rồi mã này ghi cho tiếp là cam 3. Quỳnh Nga lấy cam 3. Chưa gọi tới khách, không phải là không gọi, chưa gọi tới. Cam 3, rồi hai bộ cam 3 nè. Hai bộ cam 3 nha mọi người nha. Cam 3 cho Quỳnh Nga, cam 3 cho bé Kiều. Bé Kiều có cam 3. Xanh 5 nè khách ơi, xanh 5 bộ này nha. Xanh 5, xanh lại cái này nè. Rồi xanh 5 nha, 60 đến 65 kg mã xanh 5. 60 đến 65 kg mọi người. Trời ơi đẹp. Chia sẻ like đi mọi người để hoa ẩn bình luận chứ không thấy ha, mọi người á. Xanh 5 nha, 60 đến 65 kg, số 5 lớn nhất nha khách. Xanh 5. Rồi mã này cam phối 3 cho khác bộ nãy. Rồi xanh 5 cho Quỳnh Linh, Quỳnh Linh xanh 5. Mình ghi cho tiết cam phối 3 để khác mã hồi nãy nha. Cam phối 3 nè, số 3 nhỏ nhất, 45 đến 55 kg. Rồi mình ghi cho tiết là cam phối 3. Cam phối 3, 45 đến 55 kg, số 3 nhỏ nhất nha cả nhà, cam phối 3. Cam phối 3 cho Mỹ Dung. Rồi Mỹ Dung có cam phối 3. Da 5, số 5, 60 đến 65 kg da 5. Da 5 khách ơi, 60 đến 65 kg da 5. Da 5 nha khách, 60 đến 65 kg. Rồi đẹp quá, da 5 đi khách ơi. Da 5 nha, 60 đến 65 kg da 5. Rồi caro 5. Caro 5 nè khách. Rồi da 5 mặt ông Hà. Khách mới kèm số giùm tiếng nha. Khách mới kèm số nha mọi người. Rồi mã này caro 5 mọi người ơi, caro 5. Rồi 60 đến 65 kg mà số 5, caro 5. Caro 5 nha khách, 60 đến 65 kg caro 5. Rồi caro 5, 60 đến 65 kg, caro 5 cho Quỳnh Linh. Quỳnh Linh caro 5. Rồi đỏ 3 nè khách, số 3 nhỏ nhất nha. 45 đến 55 kg. Rồi đỏ 3. Đỏ 3 nè khách, số 3 nhỏ nhất. Rồi bé Kiều bây giờ mình cứ đặt mã thì tại lý tiếu lưu số nè. Rồi mã này ghi cho tí đỏ 3 nha. Đỏ 3 nha mọi người ơi. Đỏ 3, số 3 nhỏ nhất ha. 45 cho đến 55 kg đỏ 3. Số 3 nhỏ nhất nha mọi người nha, số 3 nhỏ nhất đỏ 3. Đỏ 3. Rồi cam 3 luôn. Rồi số 3 nhỏ nhất, 45 cho đến 55 kg. Tuấn Thanh Nguyễn. Rồi mua hàng gọi điện không nghe máy. Tuấn Thanh Nguyễn rồi, không chốt nữa nha khách. Đỏ 3 đi mọi người, Yến Nhi lấy đỏ 3. Yến Nhi đỏ 3. Cam 3. Cam 3, 45 đến 55 kg cam 3. Rồi cam 3, 45 đến 55 kg cam 3. Khôi Anh chưa có đơn á chị. Cam 3 nè khách. Rồi 45 đến 55 kg, nói chung số 3 nhỏ nhất nha. Cam 3 cho Mỹ Dung. Rồi ok Mỹ Dung cam 3. Số 5 còn nhiều, Nguyễn Gia Bảo thời tiết xíu. Số 5 còn nhiều lắm. Hoa cam 3 là bộ này. Hoa cam 3, 45 đến 55 kg. Hoa cam 3. Số 5 còn nhiều, để tiết like cái cục này, cái tiết like qua số 5. Hoa cam 3 nha, rồi 45 đến 55 kg hoa cam 3. Ồ bộ hồng quá đẹp. Rồi hồng 3. 45 đến 55 kg, rồi kim trang có hoa cam 3. Hồng 3 nè khách. Hồng 3 nha, 45 đến 55 kg hồng 3. Một
115.000 khách ơi, giá sale 115.000, bộ hồng đẹp quá. Quỳnh Quỳnh lấy hồng 3, 115.000 khách ơi. Rồi chốt lại cam 3 nè, cam 3 nha. Số 3 45 đến 55 kg cam 3. Giờ 45 đến 55 kg cam 3, 72 kg không có khách, không có 72 kg. Rồi cam 3 nha khách. Rồi mua hàng lên số điện thoại giùm em nè. Cam 3 em chú Quỳnh Linh. Quỳnh Linh cam 3. Rồi chốt đơn cho em mã này là đen 4, 56 đến 60 kg đen 4. 56 đến 60 kg đen 4. Rồi em 4 nha khách ơi, 56 đến 60 kg đen 4. 56 đến 60 kg. Rồi đỏ 3 giùm em, đỏ 4. Đen 4 đỏ 4 số 4 nha, 56 đến 60 kg. Rồi đen 4 Dương Thị Phượng. Rồi ok chị. Không có sỉ 55 ơi, đỏ 4 nè khách. 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4 nha mọi người, 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi mã này ghi cho tiếp là vàng 3. Hồng Phước có đỏ 4. Hồng Phước đỏ 4 vàng 3 nha, 45 đến 55 kg vàng 3. Ship tỉnh 30, Sài Gòn 20 khách ơi. Rồi mã này ghi cho tiếp là vàng 3, số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 kg. Rồi vàng 3 khách ơi, vàng 3. 45 đến 55 kg. Rồi Quỳnh Linh chị ơi, vàng 3 10 bộ nè, mua thêm cặp nha chị. 10 bộ rồi, mua thêm cặp em mới chốt được nha chị, da 3. 45 đến 55 kg da 3. Rồi không có sai đại, 345 thôi khách. Không có sai đại mấy chị ơi. Rồi mã này da 3, 45 cho đến 55 kg da 3. Rồi da 3 khách ơi, da 3 lá 3. Chị bộ này ở trên là 4 con dưới là 3. Ủa vậy hả? Mà chị đọc số mấy? Đây là bộ 4. Theo cái mạc ở trên áo. Rồi em sửa cái mạc kia đi. Cái mạc trên áo là được. Rồi da 3 đâu mất tiêu rồi. Theo trên cái áo là được rồi em. Rồi da 3, mã này là lá 3. Số 3 nha khách, 45 đến 55 kg. Rồi da 3 cho Xuân Nguyễn, 45 đến 55 kg. Rồi lá 3. Lá 3 45 đến 55 kg lá 3. 45 đến 55 kg giùm tiếp nha, mã lá 3. 45 đến 55 kg rồi để tiết lửa số 4 biết chốt nè, đây số 4. Rồi lá 3 cho Phạm Hằng. Chị Phạm Hằng. Chị ơi lên số nha, mấy chị khách mới không lên số là em không có gọi chốt đơn cho mấy chị được á. Rồi em qua số 4 cho mấy chị nè. Cái này ghi lỗi em cột áo quần lại chị đi. Nó ghi lỗi áo sau lưng. Rồi em qua số 4. Rồi cam 4 nha khách, 56 đến 60 kg. Cam 4. 56 đến 60 kg mọi người ơi, cam 4 nha. 56 đến 60 kg cam 4. Rồi cái này số 5. Rồi em sẽ ưu tiên like số 4. Lỗi em nó ghi lỗi quăng ra anh chị. Cam 4 cho Đặng Quanh. Rồi mã này ghi cho tiếng vàng 4 nè. 56 đến 60 kg vàng 4. 56 đến 60 kg nha mọi người, chia sẻ like cho mọi người, hả like đã tìm vô để không thôi bị ẩn bình luận á. Vàng 4 nha mọi người, vàng 4. Rồi 56 đến 60 kg mã số 4. Vàng 4 cho dâu tây.
Rồi đỏ 5 60-65 kg, đỏ 5 mọi người ơi, đỏ 5. 56-60 kg đỏ 5. Đỏ 5 nha. À quên, 60-65 kg số 5 em đọc lại. Đỏ 5. Đỏ 5 nha khách ơi, đỏ 5. Bé Kiều lấy đỏ 5. Rồi ok bé Kiều. Vàng 5 luôn mọi người. 60-65 kg vàng 5. 60-65 kg vàng 5. Rồi vàng 5 dùm tiếp nha, 60-65 kg vàng 5. Rồi vàng 5 60-65 kg vàng 5. Cam 5. 60-65 kg cam 5. Đây mọi người, cổ hai lá đẹp quá mọi người. Rồi vàng 5 và cam 5 nha, 60-65 kg. Rồi vàng 5 và cam 5 đẹp quá cả nhà ơi. Vàng 5 và cam 5 nha, 60-65 kg số 5. Đen 5 luôn. Kiểu giống tiết đang mặc nè mọi người. Đó, đen 5 nha, 60-65 kg kiểu giống tiết đang mặc. Cam 5 Mi Sao Nguyễn. Rồi Mi Sao Nguyễn có cam 5, tiết còn vàng 5. Đen 5. Rồi đen 5 nè mọi người ơi, kiểu giống tiết đang mặc nha. Rồi đen 5 cho mặt ông Hà nè. Còn vàng 5. Rồi Mỹ Nguyễn Mỹ Linh thấy khách nha khách. À, mã này ghi cho tiếp là nâu 5 kiểu giống tiết mặt. Nâu 5 nha, 60-65 kg nâu 5. Kiểu giống tiết mặt. Nâu 5 nha mọi người, đen cam hết còn nâu nha, nâu 5. Rồi, Riu 5. Nguyễn Mỹ Linh nâu 5. Nguyễn Mỹ Linh nâu 5. Riu 5 mọi người ơi, một Riu. Riu 5 60-65 kg Riu 5. Rồi Riu 5 60-65 kg Riu 5 mọi người ơi, màu Riu. Riu 5 60-65 kg. Cam 5 hết còn vàng 5 Riu 5. Tuyết Tuyết lấy Riu 5. Rồi ok khách. Lá 5 luôn. 60-65 kg lá 5. 115.000 một bộ. 115.000. Lá 5 khách ơi, 60-65 kg lá 5. 60-65 kg lá 5. 115.000 một bộ thôi khách. Giá sale sập sàn nha. Rồi lá 5 Xuân Thu thấy nha, Xuân Thu. Lá 5 rồi xanh 5 luôn mọi người ơi, 60-65 kg xanh 5. 60-65 kg. Rồi mấy chị chia sẻ like, mấy chị bị ẩn bình luận, không có thấy bình luận gì luôn. Mà có những cái bình luận thì lên sao em không có đọc được. Tiến Nguyễn lấy lá 5. Đó, chị nào lên đúng mã thì em đọc nè. Lá 5 Tiến Nguyễn xanh 5 cho Chi Nguyễn. Rồi số 3 nha mọi người ơi. Số 3 45-55 kg đen 3. Rồi Khoai Anh chưa có đơn nha chị. Đen 3 nè. Số 3 nhỏ nhất 45-55 kg. Có 3 số thôi khách. 3-4-5. Có 3 số nha khách ơi. 3-4-5 nha. Rồi số 3 nhỏ nhất. Rồi như tí đang mặc là số 3 đen 3 nè, 45-55 kg đen 3. Xanh 5 em đã chốt nha. Đen 3 số 3 nhỏ nhất. Thơ Bùi lấy đen 3. Rồi ok em. Riu 5. Riu này mọi người, Riu 5 60-65 kg. Riu 5. Rồi Riu 5 nè mọi người, 60-65 kg số 5 lớn nhất và số 3 nhỏ nhất. Ờ, Riu 5, ở đây Riu gì đây? Riu 5 2 bộ. Riu 5 cho Chi Nguyễn. Riu 5 cho Loan Mai. Loan Mai để coi. Loan Mai không có số điện thoại nè, khách lên lại khách ơi, mấy chị ơi, không lên số là em không có lấy hàng nha, tại vì bên em gọi chốt đơn nè. Mấy chị khách mới không lên số nè. Rồi, Loan Mai không lấy số nè. Mã này ghi cho tiếng là xanh phối 5. Loan Mai 910. Rồi Loan Mai in cái giấy, lấy giấy sao nè em. Rồi mã này xanh phối 5, 60-65 kg xanh phối 5. 60-65 kg xanh phối 5. Xanh phối 5, 60-65 kg xanh phối 5. Nguyễn Gia Bảo xanh phối 5. Rồi mã này ghi cho tiếp là nâu 3, 45-55 kg nâu 3.
nâu ba này khách ơi, 45 đến 55 kg. Rồi một lát em chị khoai anh chị mặc số mấy, em cố gắng em chốt cho chị. Rồi mã này nâu ba số 3, 45 cho đến 55 kg nâu ba. Đỏ 5 nè mấy chị, 60 đến 65 kg đỏ 5. 60 đến 65 kg nâu ba giá Hương Lê. Rồi đỏ 5 nha, 60 đến 65 kg đỏ 5. Đỏ 5 mọi người đẹp quá nè mọi người ơi, đỏ 5 nha, 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi Tuyết Tuyết lấy đỏ 5 rồi ok chị, 60 đến 65 kg. Hoa 5 luôn mọi người, hoa 5 60 đến 65 kg. Ồ quá đẹp luôn. Hoa 5 nha, 60 đến 65 kg hoa 5. 60 đến 65 kg hoa 5 mọi người ơi, hoa 5. 60 đến 65 kg hoa 5. Hoa 5 cho Loan Mai. Rồi mẫu em mặc không có chị, mẫu em mang chốt rồi. Rồi đỏ 5 nè. Nhận được 8 bộ đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Nguyễn Hồng. À, đây, đỏ giống tiết mặt nha, mình ghi cho tiết đỏ đen 5 đi cho khác mã nha, đỏ đen 5, 60 đến 65 kg số 5. Đỏ đen 5 này khách kiểu giống tiết mặt. Đỏ đen 5. 60 đến 65 kg một tiết nha, số 5, đỏ đen 5. 60 đến 65 kg đỏ đen 5. Rồi hồng 3 nè khách. Nguyễn Gia Bảo đỏ đen 5 nha khách nha. Nguyễn Gia Bảo đỏ đen 5. Hồng 3 45 đến 55 kg ly ruby thấy em. Rồi chốt đi khách, tí cũng muốn chốt mọi người hồng mà không biết sao bữa nay mạng nó bị cái gì á. Rồi hồng 3 nha, 45 đến 55 kg muốn chốt hết, ai tí cũng muốn bán hết. Hồng 3 nha khách, số 3 là giống như tới đang mặc á, 45 đến 55 kg nhỏ nhất. Rồi hồng 3 cho chị Nguyễn Sao, Nguyễn Sao hồng 3. Rồi xanh 3 này tí có 2 bộ, 45 đến 55 kg nè, xanh 3. Quá đẹp luôn, 45 đến 55 kg xanh 3 có 2 bộ nè khách. Rồi xanh 3 nha, đây cái cổ cũng đẹp lắm mọi người, một lát sẽ mặc mẫu này. Xanh 3 mọi người, 2 bộ nha, 45 đến 55 kg xanh 3 đỏ đen ta hết rồi khách. Đây màu da đẹp quá. Rồi ly ruby chưa có bộ nào hết em. Xanh 3 cho Thanh Hương. Rồi Thanh Hương này là bên Tiết gọi chốt đơn không nghe máy. Rồi giờ Tiết không chốt nữa nha. Xanh 3 bỏ giấy Thanh Hương. Muốn hè nhưng mà bên Tiết gọi nhiều cuộc không có nghe máy. Rồi Nguyễn Sao gửi luôn khỏi gọi, xanh 3, 45 đến 55 kg rồi da 5. 60 đến 65 kg mọi người, da 5. Rồi hồng 3 đã chốt nha, hiện tại thì còn xanh 3. Rồi xanh 3 cho Luân Nguyễn. Luân Nguyễn xanh 3. Da 5 cho Nguyễn Mỹ Linh. Bảo Ngọc không có số, bỏ giấy, Bảo Ngọc không có số. Rồi xanh 3 còn nè mọi người. Xanh 3 còn nha, xanh 3 xanh 5 luôn. Xanh 3 xanh 5 nha. Rồi khách không có số điện thoại chứ không có lấy hàng nha khách. Rồi xanh 3 và xanh 5 số 3 45 đến 55 kg, số 5 60 đến 65 kg. Giá là 115.000 bộ, giá là 115.000 bộ. Rồi kem nha mọi người, kem 5 60 đến 65 kg, kem 5. 60 đến 65 kg kem 5 mọi người ơi. Kem 5 nha, 60 đến 65 kg kem 5. Rồi cam 5 luôn. 60 đến 65 kg cam 5. Rồi kem 5 cho Loan Mai. Loan Mai kem 5. Cam 5. Cam 5 nha khách, 60 đến 65 kg cam 5. Rồi 60 đến 65 kg mà số 5. Cam 5 cho Kiều Trinh. Kiều Trinh cam 5. Rồi mã này ghi chế là riêu đi, riêu 5 theo cái viền nha mọi người, riêu 5. 60 đến 65 kg. Trần Nguyên thấy em ơi, thấy nha. Riêu 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg mà số 5, riêu 5.
riêu 5. Rồi, đỏ 5 luôn. 60 đến 65kg mà số 5 đỏ 5. Trần Nguyên có riêu 5. Rồi ok em nè. Đỏ 5 mọi người, 60 đến 65kg đỏ 5. Quá đẹp luôn. Đó. Này đẹp nè, đỏ 5 nè. Rồi đỏ 5 mọi người ơi. Đỏ 5 nha, cam chốt lâu rồi khách, cam em đã chốt qua rồi. Rồi Chi Nguyễn đỏ 5 rồi ok khách, Chi Nguyễn có đỏ 5 riêu đã chốt rồi khách. Đây. Ủa xanh đẹp quá. Rồi mã này ghi cho tí là xanh 5 nè, màu này xanh đen và cái kiểu này là củ hai lá mọi người, đẹp quá nè. 60 đến 65kg. Rồi chốt đơn cho tí xanh 5. Đẹp quá mọi người, xanh 5 nha, 60 đến 65kg xanh 5. Xanh 3 Bảo Ngọc. Rồi xanh 3 bộ trước nè, Bảo Ngọc. Xanh 5 cho Nguyễn Gia Bảo. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là đỏ 5 luôn nha, 60 đến 65kg đỏ 5. Đỏ này nha, đỏ 5. 60 đến 65kg. Đỏ 5. Juli Tôn phải bộ này không khách? Juli Tôn phải không khách ơi? Juli Tôn phải bộ tiết dơ lên không khách? Rồi mã này ghi cho tiếng là 7 màu 5 đi, 7 màu 5 nha, 60 đến 65kg 7 màu 5. Juli Tôn phải bộ đó không khách ơi? 7 màu 5 nha, số 5 60 đến 65kg 7 màu 5. Rồi 7 màu 5 dùm tí nha, để kiếm số 4 like nè mọi người. Tại vì nó lộn xộn á, nó không có theo số. 7 màu 5 Tổ Thị Thanh. 7 màu 5 còn bộ. Cho chị coi cái cổ. 7 màu 5 hết, cái này vàng 5 khác, khác cái cổ vàng 5 thôi. Juli Tôn đúng không ta? Rồi vàng 5 đi khách ơi, 7 màu 5 rồi, vàng 5 là khác cái viền rồi, ok Juli Tôn mà đồng ý thôi. Rồi đây khách ơi, mã này ghi cho tí là vàng 5 nè, chỉ khác cái cổ viền thôi, loan mai lấy vàng 5. Rồi hoa nhí 5 đi cho khác mã nha, hoa nhí 5. 60 đến 65kg, 345 3 size khách, 3 size nha, tại vì hàng sale. Rồi Phương Hoài chị ơi, nãy giờ chị chưa có bộ nào, chị chốt đúng mã và lên số điện thoại chị. Và khi nào mà tiết đọc tên thì mới có chị, tại cái này hàng sale mỗi lúc có một thôi. Rồi 7 năm màu 5 đã hết, 2 nhí 5. 2 nhí 5 nha. 2 nhí 5. À vàng 5 còn một bộ nè. Vàng 5 còn bộ, 7 màu hết rồi, vàng 5 còn bộ, 2 nhí 5. Hoa nhí 5 cho Nguyễn Thanh Tuấn. Rồi hoa nhí 5 Nguyễn Thanh Tuấn. Còn vàng 5 nha khách. Rồi lá 5 luôn mọi người, cổ hai lá cho mình là lá 5. Số 5 60 đến 65kg lá 5. Lá 5 nha khách, 60 đến 65kg lá 5. Vàng 5 cho Khôi Anh. Rồi Khôi Anh vàng 5 nè chị, vàng 5. Lá 5 nha mọi người, lá 5. Lá 5 cho dâu tây. Rồi dâu tây lá 5. Rồi số 3 mọi người ơi, 45 đến 55kg vàng 3. Vàng 3 nha. Rồi 45 đến 55kg và số 3 là nhỏ nhất. Rồi chị Phương Hoài, chị ghi dài dòng quá, chị chốt không kịp. Vàng 5 đã chốt rồi, chị còn ghi em lấy vàng 5 rồi phone nữa. Chị mình ghi gọn thôi, mình ghi gọn miễn sao đúng mã và kèm số mình chốt mới kịp. Chứ chị ghi vậy nãy thì chị chốt đâu có kịp đâu. Vàng 3 Quỳnh Quỳnh đó, chị ghi vậy nãy thì chị chốt đâu kịp, người ta chốt hết rồi thấy không. Rồi xanh 3 luôn, xanh 3 luôn mọi người ơi, 45 đến 55kg xanh 3. Ghi gọn thôi, ghi dài dòng quá, ghi không lại mấy chị kia đâu. Mấy chị kia là ghi nhanh lắm. Của em gửi luôn Nguyễn Gia Bảo khắc cũ ok. Rồi xanh 3 nè mọi người, 45 đến 55kg nha. Xanh 3. À, 3 bộ đồ chị nhận rồi, đẹp lắm. Rồi xanh 3 mọi người ơi, xanh 3 45 đến 55kg. Rồi chốt cho Hương Lê xanh 3. Riêu 5 còn bộ này khắc, 60 đến 65kg riêu 5.
Riêu 5 nha, 60-65 kg riêu 5. Riêu 5 mọi người ơi, em còn bộ riêu 5. Riêu 5 nha, rồi cam 5 luôn. Rồi riêu 5 mấy chị ơi, riêu 5 cam 5 số 5 60-65 kg. Rồi thơ bùi 4 bộ em ơi. Riêu 5 cho Ngân Đặng. Rồi Ngân Đặng này sao đây. Rồi không nghe máy, Ngân Đặng là không nghe máy nên tiếp không chốt nữa nha. Riêu 5 cho Nguyễn Thanh Tuấn. Bỏ giấy Ngân Đặng. Rồi cam 5 hết rồi. Cam 5 là 60-65 kg cam 5. 60-65 kg cam 5. Rồi mã này là hoa nhí 4, 56-60 kg hoa nhí 4. 56-60 kg hoa nhí 4. Hoa nhí 4 hết rồi, 56-60 kg cam 5 cho Kim Ngoan Mùi. Rồi khách ơi, hoa nhí 4 số 4, 56-60 kg. Hoa nhí 4. Rồi số 4 nha khách, 56-60 kg. Hoa nhí 4. Hôm nay em lên quần dài à chị Ngọc An, lấy nhí 4. Hôm nay em like quần dài, tại vì nhà này là làm quần dài không, không có quần lỡ. Rồi xám 3, 45-55 kg xám 3 mọi người ơi. Xám 3 dùm tiếp nha, 45-55 kg xám 3. Ôi bộ xám đẹp quá. Xám 3 nha. Rồi 45-55 kg là số 3 là nhỏ nhất. Số 3 nhỏ nhất nha mọi người. Xám 3, đen 3 luôn đi. Rồi xám 3, Phương Lê lấy xám 3. Rồi còn đen 3 nè khách, 45-55 kg đen 3. Rồi quá đẹp. Ai cũ vuông cho mình đen 3. 45-55 kg. Rồi chốt đơn cho tiết đen 3 nha. 45-55 kg đen 3. Xám tí đã chốt. Rồi chữ 3 luôn mọi người. Chữ 3 luôn nè. 45-55 kg đen 3, Quỳnh Ngọc Phượng. Rồi chữ 3 nè mọi người ơi, 45-55 kg chữ 3. Rồi chữ 3 luôn nha khách. Rồi còn nhiều hàng lắm chứ, mới like chút xíu em còn nhiều lắm à, số 4 em còn nhiều hàng lắm, mấy chế chốt đi. Em lên số 4 nha mấy chế nè. Rồi em còn chữ 3 nha mọi người, chữ 3 nha. Rồi số 4 nha, số 4 là 56-60 kg xanh 4. Rồi 56-60 kg xanh 4. Rồi em qua số 4 nè. 56-60 kg xanh 4. Chữ 3 Kim Thúy Dương, 45-55 kg. Rồi cam 4 luôn, Tony Nguyễn. Rồi tiếp có đọc tên không khách, để tiếp kiểm tra đồ lại nha. Tony Nguyễn báo chút đơn đâu có đồ. Rồi xanh 4 cam 4 số 4, 56-60 kg. Xanh 4 cam 4. Xanh 4 cam 4 56-60 kg. Rồi đen 4, 56-60 kg đen 4, 115.000 một bộ. Rồi đen 4 luôn, 56-60 kg. Cam 4 chị Khôi Anh. Rồi xanh 4 và đen 4 nha mọi người. Đen 4 cho Vi Nguyễn. Vi Nguyễn đen 4, xanh 4. 56-60 kg. Đây mọi người ơi, đẹp lắm nè. Rồi xanh 4 nha. Bộ này số 5 là nâu 5 mọi người. Nâu 5 này đẹp quá nè, cái mông 60-65 kg mà số 5. Rồi nâu 5 nha, 60-65 kg nâu 5. Rồi còn xanh 4 nâu 5. Nâu 5 Nguyễn Thị Kim Hoa. Rồi ok khách. Đỏ 4 đi khách ơi, cái viền nha, đỏ 4 nè. 56-60 kg đỏ 4. Rồi đỏ 4 nha, 56-60 kg đỏ 4. Xanh 4 Nhung Phạm. Nhung Phạm xanh 4. Đỏ 4 cho Sương Thu. Sương Thu đỏ 4.
Rồi, mã này là hoa nha, hoa vàng 4. 56 đến 60 kg hoa vàng 4. Đây mọi người, hoa vàng 4 quá đẹp luôn. 56 đến 60 kg. Hoa này mọi người, hoa vàng 4. 56 đến 60 kg. Rồi hồng 4. Hồng 4 nè khách, 56 đến 60 kg hồng 4. Hoa vàng 4 cho chị Khôi Anh. Rồi hồng 4 nè khách ơi, hồng 4 quá đẹp luôn. Bộ này hôm qua là Tiết đăng đầu like, đầu hình luôn á, hình đầu tiên luôn. Rồi hồng 4 nha, 56 đến 60 kg hồng 4. Rồi hoa nhí 4 luôn. Hồng 4 Mai Thi Phạm. Đồng giá 115.000 hoa nhí 4. Đồng giá 115.000. Hoa nhí 4 mọi người. Rồi số 4 56 đến 60 kg. Hoa nhí 4. Hoa nhí 4, rồi xanh 4. 56 đến 60 kg xanh 4. 56 đến 60 kg. Hoa nhí 4 Bảo Ngọc. Rồi mã này là xanh 4. Ồ quá đẹp nè, ra xem. Xanh 4 nha mọi người, màu xanh nó ngọt quá, nhã nhặn dễ sợ luôn, xanh 4 nha. 56 đến 60 kg. Nhí 4 em chốt rồi mọi người. Rồi đen 3, 45 đến 55 kg đen 3. Rồi đen 3 nha, 45 đến 55 kg số 3 nhỏ nhất. Rồi hôm nay không có chính tóc, quần dài hết toàn bộ. Rồi mã này ghi cho Tiết nha. Xanh 4 Nguyễn Huyền Huyền. Xanh 4, đen 3 số 3, 45 đến 55 kg. Đen 3 Vi Nguyễn đen 3. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. Đỏ 3 nè khách. 45 đến 55 kg đỏ 3. Đỏ 3 nha, 45 đến 55 kg đỏ 3 mọi người ơi. Đỏ 3, 45 đến 55 kg. Đó, đẹp chưa, đỏ 3. 45 đến 55 kg. Cam 4 luôn. Cam 4 56 đến 60 kg. Cam 5 cho Nhung Phạm. Rồi cam 5 là hoa. Rồi cái này cam 4 thì tiếp nha. Đỏ 3 chế Nguyễn Thị Liên. Đỏ 3 cho chế Nguyễn Thị Liên. Rồi mã này mình ghi cho Tiết là cam 4. Ngọc An lấy cam 4. Rồi đẹp quá mọi người ơi. Vàng 5 nha, 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg mọi người ơi, vàng 5. Rồi chốt đơn cho Tiếp vàng 5, 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Nam Hoàng lấy vàng 5. Mã này ghi cho Tiết đỏ trắng 3 để khác bộ nãy. Đỏ trắng 3 nha mọi người, 45 đến 55 kg số 3 nhỏ nhất. Đỏ trắng 3 nha để khác mã hồi nãy nha. Nãy Tiết đọc đỏ 3, đỏ trắng 3. Quá đẹp luôn, 45 đến 55 kg số 3. Rồi vàng 3 luôn hết, vàng 3 luôn nè. 45 đến 55 kg vàng 3, mặt cổ tim ha. Thôi, một xíu mặt cổ vuông mọi người xem đi. Cái này nó cũng giống như tim rồi. Rồi vàng 3 đẹp quá mọi người ha, vàng 3. Hai màu vàng nha.
số 3. Đó, mọi người giống như đi mai về vậy đó không? Theo cái kích cỡ mặc vô vừa y từ trên xuống dưới. Cái cổ, cái tay, cái nào cũng vừa y theo cái kích cỡ của Tiết luôn á. Mọi người chốt cho Tiết khoảng 3, số 3 nhỏ nhất 45-55kg. Đúng mọi người ơi. À, đỏ trắng 3, vàng 3 chốt cho Hương Lê, đỏ trắng 3, Nguyễn Thị Liên 640, Nguyễn Thị Liên mới đi ha. Đây có hai chị Nguyễn Thị Liên. Chị nhận được 5 bộ đồ rồi nghe em, đẹp lắm em á. Em cảm ơn chị Bích Phượng. Chị Thanh Lê dập ly là 2 bộ trở lên em mới gọi chốt chị, tại cái này em sale giá nó rẻ quá đó chị, 2 bộ trở lên giùm em nha. Rồi em còn bộ vàng 3 nữa, em chốt cho chị nào đây. Vàng 3 nãy chốt cho Hương Lê rồi. À, vàng 3 chốt cho Bảo Ngọc nè. Đó, có hai bộ vàng 3 nha. Bảo Ngọc với Hương Lê có vàng 3. Rồi xanh 3 luôn khách ơi, xanh 3 nè. 45 cho đến 55kg xanh 3 nha. Số 3 là nhỏ nhất đó khách. Xanh 3, 45 đến 55kg xanh 3. Rồi cam 3 luôn, kiểu giống tiết mặt. 45 đến 55kg cam 3. Xanh 3 cho chị Phạm Hằng, 45 đến 55kg giùm em nha. Rồi cam 3 giùm em luôn, kiểu giống em mặc nè mấy chị. Cam 3 nha, 45 đến 55kg cam 3. Caro 4. Caro 4 nha mấy chị ơi. Thôi anh em thấy chị cam 3 cho chị Thi Nguyễn rồi, ok chị. Caro 4 56 đến 60kg mấy chị ơi, Caro 4. Rồi Kim Ngân thấy em mấy em. Caro 4 nha, Caro 4 nè, số 4 56 đến 60kg Caro 4. Caro 4 56 đến 60kg. Vàng 5 đi khách, 60 đến 65kg là số 5. Vàng 5 60 đến 65kg nha khách. Bộ vàng này đẹp nè khách. Đây. Đó, bộ vàng này đẹp nha, 60 đến 65kg Caro 4 với chị Khôi Anh. Caro 4. Vàng 5 cho Xuyên Đinh. Xuyên Đinh không có số điện thoại, bỏ ra đi, chốt cho Ngọc My. Vàng 5 Ngọc My. Vàng 5. Em mới nhận hai bộ đồ đẹp lắm chị, tính mua nữa á. Rồi ok Quỳnh Thi. Rồi mã này ghi cho Tiến là da 3, 45 đến 55kg da 3. Kim Loan Trần chốt đi khách, chốt cho da 3, 45 đến 55kg. Rồi da 3 nha khách, 45 đến 55kg da 3. 45 đến 55kg da 3. Rồi Thơ Bùi lấy da 3. Cam 3 luôn khách, cam 3 luôn. Thơ Bùi in giấy kia. Rồi cam 3 luôn nè, 45 đến 55kg cam 3. Rồi cam 3 nha, 45 đến 55kg cam 3 mọi người ơi, 45 đến 55kg cam 3. Cam 3 Mai Thi Phạm rồi, ok khách, cam 3. Rồi mã này hoa 4 nha khách. Số 4 56 đến 60kg. Khẩu trang Kim Ngân gọi lên đi em ơi, lên đi hôm nay. Hôm nay á thì nhiều khi cái mạng chậm quá mọi người. Rồi hoa 4 56 đến 60kg, khách lấy chốt cho tiếng là hoa 4. Rồi đẹp quá, hồng 4 luôn. 56 đến 60kg số 4 nha, hồng 4. Ờ, hoa 4 cho chị không tên. Chị này Facebook không ngộ ta. Chị này Facebook ngộ quá vậy. Không có tên mà vẫn tạo được Facebook ha. Tiết ghi là chị không tên đi nha. Chị không tên, số điện thoại cuối là 495. Rồi, tiếp tục là chị không tên nha.
đợi tí xíu. Rồi để tí coi chị không tên này có in được không? Không có. Không có tên sao in nó không quay vậy ta? Rồi, chị không tên ơi. Mình không có tên Facebook cho nên là bên app không có in giấy được nên không chốt hàng được cho chị nha. Hoa 4 chốt cho MailChimp. Không có cái tên Facebook không in ra được. Rồi mã này là hồng 4. Hồng 4 cho Dương Thị Phượng. Đó, nãy giờ em in mấy lần mà chị đó không có tên, không có in ra được mấy chị. À, em in bằng app mà in hoài in không ra, chỉ có tên Facebook thì mới in ra được. Rồi mã này là cam 4 nè mọi người. Cam 4 nha, 56 đến 60 kg cam 4. 56 đến 60 kg cam 4 nha mọi người, 56 đến 60 kg. Cam 4 nè mấy chị ơi, đẹp quá, cổ vuông nha. Vi Nguyễn cam 4. Một lát chứ sẽ mặc cổ vuông nha mọi người xem. Kim Anh Nguyễn. Rồi để bên tiết kiểm tra, báo chốt đơn kiểm tra luôn. Rồi lá 4 nha khách. Rồi lá 4, lá 4 nha. Rồi 56 đến 60 kg lá 4. Rồi hoa nhí 5, 60 đến 65 kg hoa nhí 5. 60 đến 65 kg hoa nhí 5. 115.000 bộ. Cam 4. Cam 4 hết rồi khách, bỏ giấy cho chị. Lá 4 hoa nhí 5 Vi Ngọc. Vi Ngọc này coi ơi, rồi Vi Ngọc lá 4. Hoa nhí 5. Số 5 60 đến 65 kg. Rồi bộ này đẹp quá mọi người, đỏ 4 nè. Rồi thơ Bùi đi đơn cho em, ok em nè. Đây đỏ 4 mọi người ơi, quá đẹp luôn. Hoa nhí 5 Vũ Hải Phượng. Hoa nhí 5 số 5 60 đến 65 kg. Rồi mã này là đỏ 4 nha, số 4, 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg mọi người, bộ đỏ này đẹp nè, đỏ 4 nè. 56 đến 60 kg đỏ 4. Cuối like đi đơn Hương Lê, ok em. Thí Vi Nguyễn có đỏ 4. Rồi ok em. À mã này ghi cho tí là cam 4 luôn, 56 đến 60 kg cam 4. 56 đến 60 kg nha mọi người, cam 4. Cổ vuông cho mình. Một lát mà cổ vuông mọi người xem nha. Riêu 4 luôn. Riêu 4 nha. Cam 4 nha Hồng Phước. Đen đá không đường thấy khách nha. Rồi Võ Thị Thanh Xuân chốt đi khách. Tại cái nó hàng tiếp sale mỗi đứa có một à, mọi người thông cảm. Like nó à, chị nào mà tương tác mạnh thì nhảy lên trước. Real 4 Vi Nguyễn. Mọi người thông cảm, tại vì hàng này mỗi đứa tí có một. Tí bán sale mỗi đứa có một. Rồi mã này ghi cho tí là lá 4. 56 đến 60 kg lá 4. Nó hàng sale mọi người ơi, chứ hàng người ta bán 200 mấy thì người ta có số lượng nhiều, còn cái này tiếp sale số lượng ít lắm. Rồi lá 4 mình tiếp nha. Ngọc 4 luôn, số 4, 56 đến 60 kg. Rồi lá 4 Ngọc 4. Rồi Khôi Anh lá 4. Rồi tiếp đang cầm là Ngọc 4. Ngọc 4 nha mấy chị. Tí đang cầm là Ngọc 4. Đó, hàng tí sale cho nên số lượng không có nhiều mấy chị ơi. Rồi Ngọc 4 cho Ngọc An.
đen 5 nha khách, 60 đến 65kg đen 5. Tập theo cái viền trên cổ nè. Bộ này đẹp quá mọi người. Đây đen 5 nha. Rồi số 5 60 đến 65kg. Em mới nhận 3 bộ đồ đẹp lắm. Cảm ơn em Dung Nguyễn. Đen 5 Quỳnh Thị Kim Giàu. Rồi bộ này ghi cho tí là đen 3 nè. Dạ em chào chị Nguyễn Dung. Nguyễn Dung đen 3 số 3 45 đến 55kg đen 3. 45 đến 55kg đen 3. Rồi 45 đến 55kg số 3 nhỏ nhất nha mọi người. Số 3 nhỏ nhất đen 3. Đen 3 cho Vi Nguyễn. Rồi So Nguyễn chị nhận 500k rồi em. Chị có nhận 500k của em rồi nha. Lá 4 56 đến 60 kg lá 4. Lá 4 đó thôi, 56 đến 60 kg. Rồi lá 4 nha. Rồi đẹp quá, 56 đến 60 kg. Lá 4. Cam 5, 60 đến 65 kg cam 5. Lá 4 cho Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc lá 4. Cam 5 đi khách, 60 đến 65 kg cam 5. Rồi cái này em like tới chiều lận mấy chị, cho nên là bây giờ mình chốt không kịp. Chưa chưa chiều chiều em vẫn like tới chiều cái hàng này. Thiên Kim lấy cam 5. Rồi đồ đẹp quá chịu không nổi. Vàng 3 45 đến 55 kg mọi người, vàng 3. 45 đến 55 kg vàng 3 giùm em. Rồi 45 đến 55 kg thôi vàng 3. Rồi, quá trời đẹp. Rồi đợi đang gọi chốt hết Phan Nguyễn xíu tới em nè. Đang gọi chốt. Rồi đen 3 luôn khách, 45 đến 55 kg số 3 nhỏ nhất. Vàng 3 cho bông hoa nhỏ vàng 3. 115.000 chị đen 3 nha, 45 đến 55 kg đen 3. Đen 3 mấy chị ơi, số 3 nhỏ nhất, 45 đến 55 kg đen 3. Rồi cam 4 luôn. Đen 3 xuyên đinh 45 đến 55 kg nha khách. Rồi cam 4 luôn, 56 đến 60 kg cam 4. Rồi 56 đến 60 kg cam 4. Xanh 5 luôn khách ơi, 60 đến 65 kg xanh 5. Bộ xanh này đẹp quá. Cam 4 cho Đỗ Phượng. Xanh 5 hết rồi, 60 đến 65 kg xanh 5. Bộ xanh này đẹp quá mọi người. Bộ xanh này đẹp quá nha, xanh 5. Rồi lá 4. 56 đến 60 kg lá 4. Lá 4 nha khách. Lá 4 56 đến 60 kg số 4. Xanh 5, Lê Thọ xanh 5. 60 đến 65 kg. Lá 4 cho Bảo Ngọc. Rồi Bảo Ngọc 5 bộ rồi khách, mua thêm cọc bên tí nha, khách mới chốt tới đa 5 bộ. Rồi đỏ 4 nè khách, 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi xanh 5 em đã chốt rồi mấy chị, đỏ 4 nha. 56 đến 60 kg đỏ 4. Riêu 4 mấy chị ơi. Đỏ 4 cho Mỹ Hà Phan Thị, đỏ 4. Riêu 4 nha, 56 đến 60 kg riêu 4. Riêu 4. 56 đến 60 kg riêu 4. Rồi riêu 4 và cam 4. Rồi 56 đến 60 kg bộ cam này đẹp lắm. Riêu 4 và cam 4. 56 đến 60 kg. Chế Nguyễn Thị Liên có riêu 4. Rồi em còn cam 4 nha mọi người. Cam 4.
Cam 4 Mỹ Hà Phan Thị, cam 4. Rồi vàng 5 kích thôi, số 5 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi Nguyễn Thị Thu Nga thấy chị, lên số điện thoại trước đi mấy chị khách mới nè, để mình bấm không kịp. Lên số trước em lưu số cho mấy chị đặt mã sau. Nguyễn Thị Kim Dào vàng 5. Mấy chị khách mới mình ghi số điện thoại trước thì em lưu cho rồi mấy chị lên mã. Xanh 5 mấy chị ơi, 60 đến 65 kg xanh 5. Rồi 60 đến 65 kg số 5 giùm em nha. Đây xanh 5. Rồi chị nào khách mới lên số đi mấy chị. Rồi em lưu số trước cho mấy chị cứ đặt mã là được. Rồi xanh 5 nha, 60 đến 65 kg xanh 5. Trời ơi cái bộ đẹp quá nè. Rồi hồng 4. 56 đến 60 kg, số 4 hồng 4. 56 đến 60 kg hồng 4. Trời ơi cái bộ hồng cưng quá cả nhà ơi. Xanh 5 hồng 4. Bông hoa nhỏ hồng 4. Đen 3 nè khách, 45 cho đến 55 kg đen 3. Số 3 nhỏ nhất nha. Rồi đen 3, 45 đến 55 kg đen 3. Rồi hồng 4 đã chốt. Xanh 5 cho Nguyễn Loan. Nguyễn Loan lên số điện thoại nè, Nguyễn Loan không có số nè. Đen 3 cho Nguyễn Ngọc. Xanh 3 mọi người ơi, 45 đến 55 kg xanh 3. Rồi Phương Hoài ok. Rồi lên mã đi khách, xanh 3 nè, 45 đến 55 kg xanh 3. Riêu 4, 56 đến 60 kg riêu 4. 56 đến 60 kg mọi người ơi, riêu 4 nha. 56 đến 60 kg riêu 4. Đỏ 3 nè khách. Rồi 45 đến 55 kg đỏ 3, quá đẹp bộ đỏ. Rồi đen đá không đường lưu số, rồi mấy chị cứ lên đi tiết lưu cho. Riêu 4. Rồi Đinh Thủy không có số nè chị. Đinh Thủy không có số nè, riêu 4 Đinh Thủy nè. Rồi Nguyễn Loan 551 ok nè. Còn xanh 3 nha mọi người nha, xanh 3, đỏ 4. À đỏ 3, đỏ 3 xin lỗi. Đỏ 3 cho Đặng An, Đặng An đỏ 3, còn bộ xanh 3 nha khách. Bộ xanh 3 nha. Rồi vàng 3 luôn khách ơi, số 3. 45 đến 55 kg, nói chung số 3 nhỏ nhất nha, vàng 3. Đây khách ơi, vàng 3 nha, 45 đến 55 kg. Đây, họ cổ hai lá cho mình, cái này là hai lá luôn. Rồi vàng 3, 45 đến 55 kg. Rồi chị Đinh Thủy 381 ok. Vàng 3 xanh 3. Rồi cái này là đỏ 5 nha, số 5 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi vàng 3 Đỗ Vượng 115.000 bộ chị, đỏ 5 khách ơi. 60 đến 65 kg mặt số 5. 60 đến 65 kg mặt số 5. Đỏ 5. Phương Phạm đỏ 5. Phương Phạm đỏ 5. Đen 4, 56 đến 60 kg đen 4. 56 đến 60 kg đen 4. 56 đến 60 kg đen 4 mọi người. Đen 4 cho chị Hoa Trần, Hoa Trần đen 4. Hồng 3 mọi người ơi, đẹp quá. 45 đến 55 kg hồng 3.
45 đến 55 kg hồng ba đẹp quá mọi người ơi. 45 đến 55 kg hồng ba. Đặng An lấy hồng ba rồi, ok Đặng An. Rồi, đỏ ba luôn hết, đỏ ba. Đây, đỏ cái cổ như thế này quá đẹp luôn nha. 45 đến 55 kg số 3 là giống tiết mặt. Rồi đỏ 3 nha, 45 đến 55 kg. Đẹp quá cả nhà ơi, đỏ 3, 45 đến 55 kg. Rồi chốt đỏ 3 nha. Hình như cái cục này số 3, số 4. Rồi đỏ 3, cái này là cam 3 luôn khách. Quá đẹp chưa? Cổ hai lá cho mình. Đỏ 3 cam 3 nha, số 3 giống tiết mặt, 45 đến 55 kg, đỏ 3 cam 3 cổ hai lá nha khách nha. Quá đẹp thiệt. Cam 3 cho Đặng An. Rồi cam 3. Một cam 3. Còn đỏ 3. Rồi bộ này là bèo 4. Bèo 4 nè khách. Rồi bèo 4 56 đến 60 kg, bèo 4. Đỏ 3 cho Thanh Hiếu. Thanh Hiếu đỏ 3, bèo 4 cho Vi Ngọc. Rồi riêu này, tiếp còn riêu 4 nè khách, riêu 4 nè. 56 đến 60 kg riêu 4. 56 đến 60 kg cổ hai lá mọi người. Riêu 4. Đen 3, cổ giống tiết mặt nè, 45 đến 55 kg, đen 3. Đen 3 nè mọi người, Vi Châu riêu 4. Rồi ok khách nè. Đen 3 cổ giống tiết mặt nha, 45 đến 55 kg đen 3. Rồi vàng 5, 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Riêu 4 đã chốt rồi, da 5 luôn đi khách. 60 đến 65 kg da 5. Đen 3 cho Hà Trần. Vàng 5 cho đen đá không đường. Đen 3 Hà Trần, vàng 5 đen đá không đường. Da 5 luôn khách. Đẹp quá mọi người ơi. 60 đến 65 kg. Da 5 cho Phương Hoài. Phương Hoài da 5. Rồi, chữ 3 nè mọi người. Chữ 3. Số 3 45 đến 55 kg chữ 3. Quá đẹp luôn. Chữ 3 nè khách. 45 đến 55 kg chữ 3. Rồi chữ 3 đỏ 3. Chữ 3 và đỏ 3. 45 cho đến 55 kg chữ 3 đỏ 3. Rồi chữ 3 cho Phạm Yến. Phạm Yến có chữ 3 đỏ 3 nè khách. 45 đến 55 kg. Rồi đỏ 3 nhìn tiếp nha. Số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 kg. Rồi xanh 3 luôn. Xanh 3 luôn, 45 đến 55 kg xanh 3. Đỏ 3 cho chị Nguyễn Sao. Đỏ 3. Em có xanh 3 luôn, 45 đến 55 kg xanh 3. Quá đẹp luôn mấy chứ. Cổ vuông nha, lát mà cổ vuông mọi người xem. Xanh 3 45 đến 55 kg. Rồi ai lấy chốt cái xanh 3 số 3 nhỏ nhất. 45 đến 55 kg xanh 3. Hồ Nga lấy xanh 3. Rồi Hồ Nga có xanh 3. Riêu 5 mọi người ơi, riêu 5 nha, số 5. 60 đến 65 kg riêu 5. 60 đến 65 kg riêu 5. Đồng giá 115 ngàn chị. Em có ghi giá phía dưới. Đồng giá 115 ngàn. Riêu 5 60 đến 65 kg. Đen 4. Rồi Phương Phạm riêu 5. Đen 4. 56 đến 60 kg đen 4. Đen 4 nè khách, 56 đến 60 kg đen 4. Rồi nâu 3 nè khách, đen 4 cho Bích Tuyền. Bích Tuyền đen 4. Nâu 3 nè khách ơi, đẹp quá.
45 đến 55 kg nâu 3. Hẹp quá mọi người ơi, 45 đến 55 kg nâu 3. Rồi xanh 4, 56 đến 60 kg nâu 3 cho Vi Nguyễn. Vi Nguyễn nâu 3. Rồi Thanh Hiếu một bộ, một bộ xanh 4 nha mọi người. Xanh 4 nha. Rồi số 4. 56 đến 60 kg. Xanh 4. Thì Dung Đặng Thị xanh 4. Rồi mã này nhí nha mọi người, nhí 4 luôn. Nhí 4 nha. 56 đến 60 kg nhí 4. Nhí 4 nha khách. 56 đến 60 kg nhí 4. Mà nhí nha mọi người. Rồi hồng 3 luôn, kiểu giống tiết mặt. 45 đến 55 kg. Đinh Thủy có nhí 4. Rồi ok Đinh Thủy. Hồng 3 này khách ơi. Hồng 3 45 đến 55 kg. Quá đẹp luôn. Hồng 3 45 đến 55 kg hồng 3. Riêu 5 60 đến 65 kg riêu 5. 60 đến 65 kg mọi người. Riêu 5. Đây, 60 đến 65 kg riêu 5. Hồng 3 cho Hà Thảo. Hà Thảo hồng 3. Riêu 5, rồi bộ tiết mặt màu vàng, vàng 5. Vàng 5 60 đến 65 kg. Bộ tiết mặt vàng 5. Riêu 5 Phương Châu Châu, Phương Châu Châu riêu 5. Bộ tiết mặt này hết rồi. Size số 5, 60 đến 65 kg vàng 5. Đen 5 luôn. 60 đến 65 kg khổ 2 lá nha. Rồi, à, hiện tại biết còn vàng 5. Đen 5, số 5, 60 đến 65 kg. Vàng 5 và đen 5, 60 đến 65 kg. Vàng 5 cho đen đá không đường, bộ giống tiết mặt. Đen 5 cho mặt ông Hà. Đen 5 mặt ông Hà. Rồi mã này là đỏ 3. 45 đến 55 kg đỏ 3. Rồi 45 đến 55 kg đỏ 3 nha khách. 45 đến 55 kg đỏ 3. À, đỏ 3 khách ơi, 45 đến 55 kg đỏ 3. Đỏ 3 Hải Đăng Trần, đỏ 3. Cam 3 luôn nè khách. 45 đến 55 kg cam 3. 45 đến 55 kg quá đẹp luôn. Cam 3. 45 đến 55 kg cam 3. Đỏ 4, 40 đỏ 4 56 đến 60 kg. Mai Thi cam 3. Xuyên Linh ok chốt với khách rồi tí lấy cho nha. Mình cứ đặt lên mã thì tí chốt nha. Mã này đỏ 4, 56 đến 60 bộ đẹp quá mọi người. Đỏ 4 đẹp quá, 56 đến 60 kg Ngọc An đỏ 4. Quá đẹp. Rồi đỏ trắng 4, đỏ trắng 4 nha. 115.000 một bộ, 115.000 một bộ mấy chị đẹp. Đỏ trắng 4, 56 đến 60 kg. Đỏ trắng 5. Đỏ trắng 5 60 đến 65 kg. Đỏ trắng 4. Đỏ trắng 5. Tuyết Mai đỏ trắng 4. Tiếp mai đỏ trắng 4. Rồi đỏ trắng 5 60 đến 65 kg. Rồi màu tím cà. Tím 4. Đỏ trắng 5 cho Lê Họ. Rồi Lê Họ đỏ trắng 5. Rồi mã này ghi cho tím là tím 4 tím cà mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Tím cà nha, tím 4. 56 đến 60 kg mặt số 4. Quá đẹp luôn. Nhà thấy không? Rồi. Rồi tím 4 nhìn tiếp nha. Số 4 56 đến 60 kg. Rồi Ngọc An tím 4.
nhí 3 45 đến 55 kg nhí 3. Nhí 3 khách ơi, 45 đến 55 kg nhí 3. Nhí 3 nha, số 3 nhỏ nhất. Rồi bộ này đẹp quá rồi cả nhà ơi, bộ này để coi số 3, số 5. Đẹp xỉu nha chị. Rồi. Đây khách ơi. Đó 3 4 5, 3 bộ luôn. Đó 3 4 5. Bộ đẹp quá mọi người ơi. Nhí 3 hải đăng trần, nhí 3. Đó 3 4 5 này khách. Khách ơi đẹp quá, bộ này xinh quá. Rồi đỏ 3 4 5 em có 3 bộ. Mai Thi lấy đỏ 3. Rồi đỏ 3 4 5. Mai Thi đỏ 3. Rồi đỏ 4 thì Dung Đặng Thị. Đỏ 5 Thiên Kim. Rồi bộ này là lá 4. Lá 4 2 bộ nha khách. 56 đến 60 kg lá 4. Rồi lá 4 56 đến 60 kg lá 4 mọi người ơi, có 2 bộ nha. Lá 4 thì có 2 bộ. Số 4 56 đến 60 kg lá 4. Rồi khách ơi, lá 4 nha nè, 56 đến 60 kg. 2 bộ lá 4 nha khách. Rồi nhí 5 60 đến 65 kg nhí 5. Rồi nhí 5 nha khách. Đây nhí 5 cái cổ giống tí đằng mặt. Đó cái kiểu của nó vậy. Rồi nhí 5. Lá 4 cho Nguyễn Tuyền. Rồi lá 4 còn một bộ. Nguyễn Tuyền khách mới lên số điện thoại nè khách. Lá 4 cho Hương Nguyễn. Cuối like đi đơn mặt ông Hà. Rồi Nguyễn Tuyền khách mới lên số nè khách. Rồi nhí 5 nha mọi người ơi, 60 đến 65 kg nhí 5. Nhí 5 60 đến 65 kg nhí 5. Rồi nhí 3 45 đến 55 kg nhí 3. 45 đến 55 kg nhí 3 mọi người, nhí 3 nha. Rồi nhí 3, nhí 5, nhí 3. 115 nha, 115 nha. Đen 5 60 đến 65 kg đen 5. Rồi 60 đến 65 kg đen 5 nha mọi người. Ổ vuông cho mình luôn. Rồi Nguyễn Tuyền 8 9 10 lá 4 ok khách. Đen 5 Nguyễn Thị Kim Hoa. Rồi ok chị. Rồi em còn nhí 5 nhí 3. Da 3 đi khách. 45 đến 55 kg quá đẹp luôn mấy chị ơi, da 3 nha. 45 đến 55 kg da 3 mọi người. Nhí 3 cho Chế Ngọc Hiền. Ok Chế nè. Nhí 3 em còn nhí 5. Cái này da 3 nè mọi người ơi, da 3 nha. Đẹp không mọi người ơi, da 3. Phạm Yến nó da 3 rồi, 45 đến 55 kg số 3 đây mà đã được 2 bộ. Đỏ 4 2 bộ nha, đỏ 4. Rồi đỏ 4, 56 đến 60 kg, đỏ 4. Rồi khoai anh của chị 5 bộ chị. Rồi chốt cho em đỏ 4 nha, em có 2 bộ. Số 4 này 56 đến 60 kg. Nguyễn Lâm Thanh Trúc mới nhận đồ vải đẹp lắm chị, cảm ơn khách nha. Loan Nguyễn đỏ 4. Rồi Loan Nguyễn đỏ 4, Ngọc An đỏ 4, Ngọc An 6 bộ rồi, muốn em đọc cho tiếng mấy chốt em được khách ơi. Xanh 4 luôn. Rồi 56 đến 60 kg xanh 4 nha mọi người. 56 đến 60 kg. Rồi xanh 4 quá đẹp luôn, 56 đến 60 kg xanh 4. Rồi đây màu tím còn bộ nè, tím 4 nè khách. Tím cà hồi nãy nè, tím 4 nè, đẹp quá nha. Xanh 4 cho Ngô Hồng. Rồi Ngô Hồng xanh 4. Rồi khách ơi tím 4 nè. Ai đẹp quá đẹp luôn nha, một bộ 56 đến 60 kg tím 4. Bộ tím này đẹp quá. Rồi Đặng An lấy tím 4. Quá đẹp luôn. Đỏ 3 này khách ơi, 45 đến 55 kg đỏ 3.
45 đến 55 kg đỏ 3 mọi người ơi, đỏ 3 nha, 45 đến 55 kg đỏ 3. Tím 4 lại chốt rồi khách, bộ tím nó ít quá. Tím ít quá. Rồi 345 đủ size, 345. Rồi mã này ghi cho tí là chữ 5, đỏ 3 thanh lan phạm. Thanh lan phạm đỏ 3. Đây chữ 5 60 đến 65 kg đẹp quá mọi người, chữ 5. Rồi đổ quận đi đơn cho chị. Rồi mã này ghi cho tí nha, chữ 5. Đỏ 3 hết. Mới nhận đồ đẹp lắm chị, cảm ơn Nguyễn Thơm. Chữ 5 cho Thảo Nguyên. Rồi chữ 5 cho Thảo Nguyên. 115 ngàn mấy chị. Lá 3 nè mấy chị ơi, lá 3 45 cho đến 55 kg, số 3 nhỏ nhất, lá 3. Rồi chị đào luôn, chưa có bộ nào hết các chị ơi. Phương Quyên thấy khách nha. Rồi lá 3 45 đến 55 kg. Hồng 3 luôn. Lá 3 cho chị Ngọc Hiền. Chị Ngọc Hiền có lá 3. Rồi hồng 3 nè khách, đẹp quá, kiểu giống tiết mặt nè. Rồi hồng 3 45 đến 55 kg hồng 3. 45 đến 55 kg hồng 3. Chị Diệu Hành chốt đi chị. Do mạng bên chị thả like thả tim đi chị ơi, do mạng chậm á. Hồng 3 tôi Tuyền Lê. Do mạng mấy chứ ơi, mạng bây giờ nó cũng khó, Facebook bây giờ nó cũng khó. Xanh 5 kiểu giống tiết mặt nè. Rồi đẹp quá mấy chị. 60 đến 65 kg mà số 5. Xanh 5 mấy chị ơi, 60 đến 65 kg. Xanh 5 60 đến 65 kg. Vi Nguyễn 6 bộ khách ơi, 6 bộ. Rồi đen 5 luôn. Thảo Nguyên ở xanh 5. Em cái này phơi xíu đi. Rồi đen 5 60 đến 65 kg, đen 5. Rồi đen 5 nha, 60 đến 65 kg mọi người, đẹp quá, cái cổ giống tiết ăn mặc vậy nè. Hả? Đen 5 nha, 60 đến 65 kg đen 5. Rồi cam 5 luôn. Cổ hai lá cho mình. 60 đến 65 kg cổ hai lá mọi người, đẹp quá. Đen 5 cho Xuyên Đinh. Rồi Xuyên Đinh đen 5 đẹp quá nha. Rồi đây là cam 5 nè mọi người. Quá đẹp. 60 đến 65 kg. Rồi cam 5 khách ơi, cam 5. Xuyên Đinh cam 5. Rồi riêu 3. 45 đến 55 kg riêu 3. Hồng 4 nha, hồng hồi nãy biết mở ra rồi, hồng 4 nè. 56 đến 60 kg hồng 4. Riêu 3. 45 đến 55 kg là số 3 nha, riêu 3. Rồi riêu 3 mọi người ơi. 45 đến 55 kg, riêu 3 cho Quỳnh nghe. Rồi hồng 4 nha mọi người, hồng 4, số 4, 56 đến 60 kg nha, hồng 4. 56 đến 60 kg. Bỏ hồng tím có hồng 4. Đỏ 4 luôn. Rồi đỏ 4 là 56 đến 60 kg. Trần Nguyên em chốt đi, em bình luận lên đi. À, chị thấy chị đọc tên liền. Thật sự luôn mọi người, thấy là đọc tên liền chứ không có bỏ sót ai hết á. Đỏ 4 là 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi Hoa Nhí 4 luôn. Dương Lộc chị ơi, chị mét 45 mặc quần dài nha chị. Đỏ 4 vỏ hồng tím. Rồi mã này ghi cho tiếp nha. Nhí 4. Số 4 56 đến 60 kg, chiều cao tương đối mét 55 trở lên giùm em. Rồi Hoa Nhí 4 cho chị Nguyễn Thị Liên. Chế nào chiều cao thấp á,
mình nhớ lên chiều cao số ký để em đọc size cho đúng nha. Riêu 3 mọi người ơi, 45 đến 55 ký riêu 3. Đây, riêu 3 và hồng 3, 45 đến 55 ký giùm em nha. Đây, riêu 3 nè, hồng 3 nè. Rồi em mặc toàn bộ nè, vàng 3. 45 đến 55 ký. Rồi cam 3 luôn. Mẫu em mặc nha. Rồi, cam 3. Đó, số 3 mọi người, cam 3. Số 3 nha, mẫu em mặc. Rồi em dơ lại. Em mặc là vàng 3, cam 3. Hai bộ trở lên em mới gọi chốt chị. Cam 3, 45 đến 55 kg nha. Đó, cái kiểu cổ giống em mặc. Rồi, cam 3, 45 đến 55 kg, cam 3, vàng 3, riêu 3, hồng 3. Riêu 3 cho Kim Loan. Này phơi luôn. Thu Trang Lê, chị ơi nó giao hơi chậm rồi, chị gắng đợi giùm em nha. Ngọc Quỳnh có cam 3. Rồi chị Ngọc Hiền cam 3. Vàng 3 cho Hà Thảo. Rồi hồng 3 luôn mọi người. Hồng 3 luôn nè, 45 đến 55 kg hồng 3. Bông hồng nhỏ khách mới 5 bộ mua thêm cọc mới chốt thêm được khách. Hồng 3. Đó, đẹp quá mọi người ơi, 45 đến 55 kg. Rồi Thanh Lê số điện thoại thuê bao không gọi được. Hồng 3, 45 đến 55 kg chị Tạ Thể ơi, chị nghe em đọc nha. 45 đến 55 kg số 3, mình 57 kg là mình hơn 55 ghế mặt không vừa nha chị. Đó, em đọc size và số ký á, mình nghe rõ, mình đặt đúng cái số ký mình nha chị ơi. Tím 3 luôn nè khách. Rồi 45 cho đến 55 kg là số 3. Dạ ok chị Ngọc Hiền. Tím 3 mọi người ơi, số 3 em đọc 45 đến 55 kg. Rồi chị 57 kg chị không vừa số 3 nha. Rồi đỏ 3 giùm tím luôn, 45 đến 55 kg. Tím 3 cho chị Ngọc Hiền. Chị Ngọc Hiền tím 3. Hồng 3 cho Quy Bùi. Quy Bùi hồng 3. Rồi mã này ghi cho tiếp là đỏ 3, 45 đến 55 kg. Đồng giá 115 ngàn mấy chị ơi, có ghi phía dưới màn hình đó mấy chị. Đồng giá 115 ngàn. Đỏ 3 nha. Rồi số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 kg đỏ 3. Hồ Nga lấy đỏ 3. Rồi ok Hồ Nga. Rồi vàng 3 luôn mọi người ơi. Vàng 3 luôn nha, 45 đến 55 kg vàng 3. Vàng 3 luôn nha khách, 45 đến 55 kg vàng 3 ngọc 3. Vàng 3 ngọc 3. Rồi chị Ngọc Hiền lại đi đơn, ok chị. Vàng 3 cho Mai Thuy, ok khách ngọc 3 luôn. 45 đến 55 kg ngọc 3. Ngọc 3 nè khách, 45 đến 55 kg. Đây cái kiểu này giống cái bộ đầu tiên tiếp mặt á, cái cổ á. Rồi riêu 3 đây bộ đầu tiên. Hồng 3 bộ đầu tiên. Riêu 3. Riêu 3 đây nè. Ngọc 3 Thúy Vi Nguyễn. Riêu 3 nè mọi người, riêu 3 nè. Rồi riêu 3, 45 đến 55 kg riêu 3. Hồng 3 cho Hương Lê. Đây bộ. Bộ đầu tiên mặc đầu lai. Riêu 3 mọi người ơi. Riêu 3 nha. Riêu 3 này cổ hai lá. Mai Thuy lấy riêu 3 rồi ok khách. Rồi khách mới dành số điện thoại nha khách ơi. Mình tiếp gọi chút đơn nha, dành số vô nha.
Rồi vàng đen 3 cho khách, vàng 3 nãy, vàng đen 3 45 đến 55 kg, vàng đen 3 số 3 nhỏ nhất nha mọi người. Vàng đen 3 cái cổ giống tí đang mặc vậy nè. Rồi vàng đen 3 45 đến 55 kg. Vàng đen 3. Rồi hồng 5 mọi người ơi. Hồng 5 60 đến 65 kg nha, hồng 5. 60 đến 65 kg hồng 5. 60 đến 65 kg đây hồng 5 mọi người ơi. Rồi đỏ 3. Hồng 5 cho lê tho hồng 5. Rồi đỏ 3. 45 cho đến 55 kg đỏ 3, vàng đen 3 cho Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn nè, vàng đen 3. Rồi hồng 5 tí đã chốt. Đỏ 3 khách ơi, đỏ 3. 45 cho đến 55 kg số 3. Đỏ 3. Đỏ 3 cho Hồ Nghe, Hồ Nghe có đỏ 3. Rồi mã này ghi cho tiếp là beo 4, 56 đến 60 kg beo 4. 56 đến 60 kg beo 4. Rồi beo 4 56 đến 60 kg đen 5 luôn mọi người, 60 đến 65 kg đen 5. Beo 4 cho Loan Nguyễn, Loan Nguyễn beo 4. Đen 5 này khách, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Rồi nhí 5 luôn. Số 5 lên luôn cho mọi người chốt. Đen 5 cho Lê Tho, Lê Tho đen 5. Nhí 5 luôn nha mọi người, 60 đến 65 kg. Nhí 5. Rồi nhí 5, nhí 5. Nhí 5 nha mọi người, là hoa nhí như thế này, cái cổ giống tiết mặt. Nhí 5 60 đến 65 kg. Rồi mã này ghi cho tím là vàng 3, 45 đến 55 kg vàng 3. Rồi vàng này, vàng 3 nha khách, 45 đến 55 kg vàng 3, cái tay nó có dúng dúng. Vàng 3 nha, 45 đến 55 kg, đây cho xem kỹ. Vàng 3 của tim. Nhí 5 do Vũ Hải Phượng, rồi Vũ Hải Phượng nhí 5. Rồi cái này mình ghi cho tiếp cam 5 luôn, 60 đến 65 kg cam 5. Vàng 3 chị Trinh Quỳnh Thị Phương, vàng 3 ok chị. Rồi cam 5 giùm em luôn nha, 60 đến 65 kg cam 5. Cam này đẹp nè mấy chị. Rồi nhí em chốt rồi mấy chị, cam 5 nha. Cam 5 giùm em. Rồi Tân Trần Thị cam 5, 60 đến 65 kg số 5. Rồi riêu 4, số 4 mấy chị ơi. Vi Châu một bộ đi đơn ok hết. Riêu 4 nha. Rồi 56 đến 60 kg riêu 4. Riêu 4 mấy chị. 56 đến 60 kg riêu 4. Rồi đỏ 3 đi khách, 55 đến 45 đến 55 kg. Diên Nguyễn riêu 4. Diên Nguyễn có riêu 4. Đỏ 3 nha, 45 đến 55 kg khách, đỏ 3. Đỏ 3 khách ơi. 45 đến 55 kg 115.000 bộ. 115.000 bộ nha khách, đỏ 3. Rồi, tiếp có đỏ 5. 60 đến 65 kg đỏ 5. 60 đến 65 kg. Trần Ngọc Hảo Nguyên đỏ 3. Đỏ 5 này khách. 60 đến 65 kg số 5. Đỏ 5 nha khách, đẹp nè khách. Nguyễn Lâm Thanh Trúc đỏ 5, có bộ hoa văn đẹp quá. Rồi bộ vàng 3 khách ơi, 45 đến 55 kg vàng 3. Quá đẹp luôn.
vàng 3. Rồi 45 đến 55 ký số 3 nhỏ nhất nha mọi người. Vàng 3. Dí 5 còn bộ này khách. Dí 5 còn 1 nha, 60 đến 65 ký dí 5. Rồi dí 5 nha, 60 đến 65 ký dí 5. Rồi riêu 3 nè khách, riêu 3 nè. 45 cho đến 55 ký riêu 3. Đó 5 tiết hết. Rồi vàng 3, tiết chốt cho Nguyễn Thị Liên mới. Nguyễn Thị Liên mới vàng 3, rồi còn nhí 5. Nhí 5. Thí bi không có số điện thoại, không có chốt được nè, bỏ giấy nè. Rồi, riêu 3 nhí bi là không có số, em không có chốt được nha. Riêu 3 cho Hương Lê. Nhí 3 còn nha mọi người. Rồi, thí bi giờ mới thấy số nè. Nhí 3. Nhí 5, nhí 5. 60 đến 65 kg thí bi nhí 5. Đen 3 này đẹp nè mọi người. 45 đến 55 kg đen 3. Đen 3 nha mọi người ơi, 45 đến 55 kg đen 3. 45 đến 55 kg đen 3. Riêu chốt rồi khách. Rồi cam 4 đẹp quá. Cái bộ quá xuất sắc luôn mọi người. 56 đến 60 kg cam 4. Đen 3 cho Loan Nguyễn. Loan Nguyễn đen 3. Rồi đây, cam 4 quá đẹp luôn. 56 đến 60 kg. Số 4 nha mọi người, 56 đến 60 kg. Sương Thu lấy cam 4. Sương Thu có cam 4. Rồi đen 4 luôn nè mọi người ơi, đen 4 luôn nè. 56 đến 60 kg đen 4. Rồi 56 đến 60 kg Thư Phạm. Bây giờ em lên số điện thoại trước đi chị Lu, một lát em đọc mã thôi cho lẹ nha, tại vì em không kịp với mấy chị kia á. Bóng hồng nhỏ cặp đi em ơi, mới chốt em được em. Đen 4 giờ khế chua. Khế chua đen 4. Xanh 5 nè khách ơi. Xanh 5 nha, 60 đến 65 kg. 115 ngàn bộ khách. Rồi xanh 5 60 đến 65 kg. Xanh 5. Đen 5 luôn, 60 đến 65 kg. Đen 5 và xanh 5, 60 đến 65 kg. Xanh 5 cho bé Kiều. Bé Kiều xanh 5. Rồi đen 5, đen 5 mọi người ơi. Đen 5 nè, trời ơi đẹp quá. 60 đến 65 kg số 5 lớn nhất. Đen 5, đen 4. Trần Nguyên có đen 5. Rồi Trần Nguyên đen 5. Rồi đen 4. Đen 4 số tài khoản chị đăng trang like đồ bộ Tiết Nguyễn, bấm vô đó thấy hình nền của chị, phía sau hình nền 4 số điện thoại chốt lên 2 số tài khoản. Rồi đen 4 nha, 56 đến 60 kg. Đó 3 khách ơi. Loan Nguyễn lấy đen 4. Loan Nguyễn đen 4. Đó 3 nè khách. Rồi số 3 45 đến 55 kg đỏ 3. Rồi 45 đến 55 kg đỏ 3 khách ơi. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi số 3 nhỏ nhất 45 đến 55 kg. Rồi Loan Nguyễn. Rồi xả rồi là tiếc không có chốt thêm được nha. Rồi nhí 3 mọi người ơi, 45 đến 55 kg nhí 3. Đó 3 cho Phương Quyên. Phương Quyên không có số điện thoại. Nhí 3, 45 đến 55 kg nhí 3. 45 đến 55 kg nhí 3, loại hoa nhí như thế này nha. Loan Nguyên đi đơn. Rồi riêu 4 nha mọi người, 56 đến 60 kg Cúc Phạm lấy nhí 3. Rồi, Trân Phương chưa có bộ nào hết. Riêu 3 đi mọi, riêu 4.
56 đến 60 kg. Riêu 4. 56 đến 60 kg. Riêu 4. Rồi hồng 4. 56 đến 60 kg hồng 4. Phương Quyên 022 ok các. Đây cái kiểu giống thiết mặt cái cổ thế này nè mọi người, hồng 4 nha. Riêu 4 Nguyễn Huyền Huyền. Hồng 4 cho Duyên Nguyễn. Rồi cái này vàng 4 luôn mọi người. Số 4 nha, 56 đến 60 kg một chút số 4. Rồi vàng 4 luôn. Ai cổ giống thiết mặt vàng 4. Đen 3 nè khách. Đen 3 nha. Rồi 45 cho đến 55 kg. Rồi em còn vàng thôi mọi người. Đen 3 nè. 45 đến 55 kg đen 3. 45 đến 55 kg đen 3 nha khách. Đen 3 45 đến 55 kg. Rồi hồng 5. Vàng 4 cho Nguyễn Diệp. Nguyễn Diệp có vàng 4. Rồi tiếp còn đen 3. Rồi cái này là hồng 5 mọi người. Số 5 60 đến 65 kg. Rồi đen 3. Ngọc Hà không có số, em không có chốt chị ơi. Rồi hồng 5 chị Lan Việt Nguyễn. Hà chọn 1-2 bộ gì đó hết rồi. Đen 3 cho Hương Cam. Rồi mã này là da 5, 60 đến 65 kg da 5. 60 đến 65 kg chị da 5 nha, số 5 lớn nhất đó chị. Số 5 lớn nhất da 5. 60 đến 65 kg da 5. Bé Kiều da 5. Rồi vàng 5 nhìn tí luôn. Ai đẹp quá mọi người ơi, 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi khách lấy chốt cho tiếp vàng 5 đẹp quá. 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi đen 5 luôn khách. Đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Rồi vàng 5 và đen 5 nha mọi người. Nguyễn Thị Bích Duyên không có số. Không có số em không có chốt được mấy chị. Vàng 5 Trần Ngọc Trâm. Rồi đen 5 Nguyễn Lâm Thanh Trúc. Đen 5 Nguyễn Lâm Thanh Trúc. Rồi đen 5 à, đen hoa 5 đi mọi người. Đen hoa 5. Em có vàng 3, vàng 5 là em hết rồi ha. Vàng 5 nãy em mới quăng xuống em có vàng 3. 45 cho đến 55 kg vàng 3. Đen hoa 5 mọi người, đen kia hết rồi, đen hoa. Đó, bông hoa như thế này. Đen hoa 5. 60 đến 65 kg. Đen hoa 5 giùm em nha. Đó, giống mà này bông hoa. Đen hoa 5, rồi vàng 3. Vàng 3 Nguyễn Thị Bích Duyên. Đen hoa 5 Lê Tho. Rồi bộ đỏ, đỏ 5 mấy chị ơi đẹp quá nè. Đỏ 5 cổ 2 lá cho mình 60 đến 65 kg. Rồi đỏ 5. Đẹp quá mọi người ơi, cổ 2 lá. Đỏ 5 đi mấy chị. Rồi mã này ghi đỏ 3 nhìn tím luôn, đỏ 3 nha, 45 đến 55 kg. Kim Loan Trần đỏ 5. Kim Loan Trần. Rồi không có thấy số điện thoại. 429. Rồi ok nha. Rồi đây là đỏ 3 nha khách. Đỏ 3 45 đến 55 cái số 3 nhỏ nhất. Rồi đỏ 3 Nguyễn Thị Bích Duyên đỏ 3. Số 3 nhỏ nhất. Rồi nhí 3. Nhí là hoa nhí nha. Nhí 3 luôn. 45 đến 55 kg nhí 3.
Rồi như ba bích duyên có lưu số rồi không cần lên nữa ha, mình đúng mã thôi là mình chốt hàng. Rồi nhí ba 45 đến 55 kg nhí ba. Nhí ba rồi cam ba luôn mọi người, đẹp quá. 45 đến 55 kg số 3. Nhí ba và cam ba luôn khách ơi, đẹp quá nè khách. Cam này đẹp ha. Nhí ba và cam ba rồi số 3, 45 đến 55 kg Mai Thuy lấy cam ba. Rồi còn nhí ba. Rồi xanh ba luôn nè, xanh ba luôn. Còn nhí ba thôi các, xanh ba kiểu giống tiết mặt nè. 45 đến 55 kg xanh ba. Rồi 45 đến 55 kg xanh ba. Rồi chị nhận được 500k rồi, bông hồng nhỏ thôi chị nhận được rồi nha em. Rồi xanh ba nha mọi người ơi. Cái này người ghi cho tiết là nhí 4 hay nhí như thế này. 56 đến 60 kg. Xanh ba cho Hồ Hạnh, Hồ Hạnh xanh ba. Rồi còn bộ xanh ba nữa nha mọi người. À Hồ Hạnh này là bơm hàng rồi, không có bán nữa. Hồ Hạnh ở Gia Lai giao tới nơi không nhận. Rồi không có bán Hồ Hạnh nữa. Xanh ba, xanh bốn. Hồ Hạnh là bơm hàng rồi đó, giao tới nơi mà không nhận. Xanh ba nha mọi người ơi, xanh ba có hai bộ nè. Rồi nhí 4, xanh 3 chú cho Ngọc Hà. Rồi xanh 3 còn bộ nhí 4 mã Hoàng Phương Liên. Nhí 4 này mã Hoàng Phương Liên. Rồi xanh 3 thì còn bộ nha, xanh 3 còn một. Rồi em chị nhận được rồi hàng rồi em. Dạ cảm ơn chị Tiến Nhung Nguyễn. Xanh ba mình mới nhận đồ phối rất đẹp lắm luôn, cảm ơn Võ Ngọc Vân nha. Mã này là cam ba mọi người ơi, 45 đến 55 kg cam ba. Xanh ba Hồng Thủy không có số không chốt nha. Rồi cam ba mọi người ơi, 45 đến 55 kg cam ba. Mấy chị mua hàng phải kèm số mấy chị ơi, bên em gọi chốt đơn rồi mất tiền chết chết. Rồi quần dài hết toàn bộ chị. Cam ba cho Kim Loan. Xanh ba 45 đến 55 kg, quần dài hết toàn bộ. Rồi đỏ ba 45 đến 55 kg khách ơi, đỏ ba 45 đến 55 kg. Rồi khách lấy chốt cho tí là đỏ ba nha. Đó, đẹp quá mọi người ơi. Số 4 em. Rồi chị cố gắng tại cái này bóc cái nào lại cho. Nó lộn xộn em. Rồi nhí 5 nha, số 5 60 đến 65 kg. Chị Trinh Quỳnh Thị Phương có đỏ ba. Rồi nhí 5 nha, số 5 60 đến 65 kg. Rồi đợi chị kiếm số 4 chị like cho. Rồi ghi cho biết nhí 5, số 5 60 đến 65 kg nhí 5. Rồi em ơi đỏ 4 này đẹp nè, em lấy liền đi. Bộ này quá đẹp luôn, đỏ 4 nè. Bộ đó là nãy. Rồi đây. Rồi beo 4. Alo. Dạ chị vô like đặt đi chị, em đang like á chị. Dạ dạ vậy thôi chị, em đang like nha chị ơi. Y
nhí 5. Rồi nhí 5, mấy chị không có số điện thoại chứ không có chốt được nha. Rồi Út Ngân có nhí 5. Bèo 4 Kim Loan Trần. Bèo 4. Rồi da 3. Nguyễn Lâm Thanh Trúc hai bộ gửi luôn, ok khách. Rồi đây mọi người. Da 3. 45 đến 55 kg da 3. 45 đến 55 kg da 3. Rồi để em mở ra xem em chị không thấy kiểu. Đây là đỏ 4, 56 đến 60 kg đỏ 4. Da 3 chị Trinh Quỳnh Thị Phương. Rồi đỏ 4 nè khách. Đó em mở ra cho xem kiểu cho nó rõ ha. Đỏ 4 cho Bình Lê. Rồi cái này ghi cho tiếp là vàng 3. 45 cho đến 55 kg vàng 3. 45 đến 55 kg vàng 3. Quá đẹp luôn mọi người ơi, đen 3 luôn. 45 đến 55 kg cổ hai lá cho mình. Đen 3, 45 đến 55 kg đen 3. Vàng 3 chốt cho Hồ nghe. Rồi đen 3 luôn, 45 đến 55 kg. Mai Thuy đen 3, bộ đẹp quá. Rồi Hải Đăng Trần. Không có địa chỉ sao gửi em ơi. Facebook này của em không có địa chỉ em ơi. Rồi mã này là hồng 4. 56 đến 60 kg hồng 4. Khách mới bên tiếp gọi nghe máy mới gửi hàng nha mấy chị, tại vì mấy chị không có thông tin ha. Rồi mã này là hồng 4. Đen 3 còn 1 nè. Rồi đen 3 còn 1. Chế Nguyễn Thị Liên có đen 3 nè. Rồi hồng 4 bông hồng nhỏ. Rồi hồng 4 cho bông hồng nhỏ. Rồi lá 4 luôn khách. 56 đến 60 kg lá 4. 56 đến 60 kg mọi người ơi, lá 4. 56 đến 60 kg lá 4. Nâu 4, bộ nâu đẹp quá khách ơi, chốt lẹ bộ nâu nha. Rồi lá 4 và nâu 4, bộ nâu đẹp quá. Số 4 56 đến 60 kg. Nâu 4 và lá 4 nha. 56 đến 60 kg. Số 4 đẹp quá mọi người. Rồi chị Hồng Tuyết ơi, số 4 56 đến 60 kg đó chị. Mình vừa không, tại bình thường em thấy chị đặt size đại không nha chị. Nâu 4 cho Nam Hồ. Bình thường chị mặc size đại, cái này 56 đến 60 kg chị ok thì tí chốt cho chị. Lá 4 cho Như Quỳnh. Rồi mã này ghi cho tiếp đen 5 nè khách ơi, 60 đến 65 kg đen 5. 115.000 bộ nha khách, 115.000 bộ. Đen 5 khách ơi, 60 đến 65 kg đen 5. Rồi bộ tiết mặt còn bộ nè khách, vàng 3 45 đến 55 kg bộ tiết mặt còn một. Vàng 3 đen 5. Rồi đỏ 4 đẹp quá. 56 đến 60 kg. Rồi đen 5 chốt cho Hảo Nguyên. Hảo Nguyên đen 5. Rồi vàng 3 giấm trước mặt. Đỏ 3. À đỏ 4. Đỏ 4. Số 4 là 56 đến 60 kg nha mọi người nha. Rồi chốt đơn cho tiếng là đỏ 4. Ai cổ hai lá cho mình. Rồi vàng 3 còn 1 nha. Rồi bộ này mình ghi cho tiết lá 3 luôn. Xanh lá 3. 45 đến 55 kg xanh lá 3.
đỏ 4 cho Bích Nga. Bích Nga đỏ 4. Rồi xanh lá 3 mọi người ơi, số 3 nhỏ nhất 45 cho đến 55 kg. Rồi lá 3. Lá 3 vàng 3 ha, vàng 3 là giống tiếng Anh nè. Mã này mình ghi cho tiếp đỏ nhí 4 nha, hoa nhí như thế này. Rồi nó dập ly nè mọi người thấy không? Đó, dập ly nè. Rồi. Loan Nguyễn gọi lại nè, Loan Nguyễn của ai gọi nè? Loan Nguyễn Việt Theo. Rồi đỏ 4 đã chốt nha, bây giờ là đỏ nhí 4. Xanh lá 3 cho Thanh Xuân. 45 đến 55 kg đỏ nhí 4. 56 đến 60 kg đỏ nhí 4. Rồi hồng 5 60 đến 65 kg hồng 5. Đỏ nhí 4 mã Hoàng Phương Liên. Hồng 5 khách ơi 60 đến 65 kg. 115.000 một bộ. 115.000 một bộ. Ship tỉnh 30, Sài Gòn 20. Hồng 5 45 cho đến 55 âm, hồng 5 60 đến 65 kg. Hồng 5 60 đến 65 kg. Caro 4 56 đến 60 kg. Caro 4. Kim Loan Trần hồng 5. Rồi Caro 4. Caro 4 mọi người ơi. 56 đến 60 kg là mình mặc số 4. Cam 4. Rồi 56 đến 60 kg cam 4. Kiên Quỳnh 140k à, quệ báo luôn đi. Kiên Quỳnh 140. Rồi cam 4 nha. 56 đến 60 kg caro 4, cam 4. Đây vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Cam 4, Quang Duy Trần. Rồi Quang Duy Trần cam 4. Rồi cái này mình ghi cho tiếp vàng luôn đi. Vàng 5 nha, đẹp quá mọi người ơi. 60 đến 65 kg cái quần nè. Cái hoa văn này quá đẹp luôn. Phương Nguyễn caro 4. Vàng 5 khách ơi, đẹp quá. Đây khách bộ này quá xuất sắc luôn. Vàng 5. Rồi 60 đến 65 kg bông hoa nhỏ vàng 5 đẹp quá em. Rồi da 4 nè. Chốt màu da đi, màu da đẹp. Rồi da 4 nha. 052 là của gì nha? Phạm Thu Ngọc gọi chưa? Mà lát em hỏi Hải Phạm Thu Ngọc này gọi cho em đi đơn chưa? Da 4 bông hoa nhỏ. Rồi riêu 5 60 đến 65 kg. Riêu 5 mọi người ơi. 60 đến 65 kg. Đây để chị kiếm chị in. Hôm qua chị nhớ chị in cái giấy là kêu gọi lại đó, khách không nghe máy. Rồi kêu là gọi lại. Bây giờ vô coi. Hoặc là em vô em hỏi Hải rồi chốt chưa. Riêu 5 Kim Loan Trần riêu 5. Rồi nhí 3 mọi người ơi, 45 cho đến 55 kg nhí 3 là hoa nhí như thế này. Hoa nhí như thế này nha. Rồi nhí 3. 45 cho đến 55 kg nhí 3. Nhí 3 nha mọi người ơi, nhí 3. Biết ở đây chị này đặt mấy bộ chị biết. Chị không biết nữa. Ở trong đó của chị là được 3-4 bộ rồi đó mà chị Hải nói là sáng gọi không mất máy. Đó, khách này gọi hoài không nghe máy. Phạm Thu Ngọc gọi hoài không nghe máy luôn. Nhí 3 đi fan ở đây chị đâu có chốt đâu, không nghe máy chị đâu có chốt nữa. Nhí 3 còn bộ nha khách.
Chí ba còn một. Hôm qua gọi cũng không nghe, sáng nay cũng không nghe mà cứ lên like kêu dồn đơn. Đó, gọi hoài không nghe mà cứ lên like kêu dồn đơn. Rồi khách ơi, đỏ 4, 56 đến 60 kg, đỏ 4. Dí ba cho Nguyễn Hồng. Rồi ok khách. Bên em gọi miệt mài luôn cũng không nghe, mà lên like thì cứ kêu em dồn vô hoài. Đỏ 4 quan Di Trần. Mã này ghi cho tí là cam 5, 60 đến 65 kg cam 5. Rồi cam 5. Cam 5 cho Ngọc My. Rồi mã này ghi cho tí là cam phối 5 cho khác bộ nãy nha, cam phối 5. 60 đến 65 kg cam phối 5. Rồi khách ơi, cam phối 5 Nguyễn Hồng tí lấy nhí 3 cho khách rồi nha. Cái này mình ghi cho tí là cam phối 5 nha. Hồi nãy mới cam rồi giờ cam phối 5. Rồi cam phối 5 hoa vàng 5. 60 đến 65 kg màu số 5, hoa vàng 5. Rồi 60 đến 65 kg hoa vàng 5. Cam phối 5. Hoa vàng 5, cam phối 5. Rồi đen 3 nè khách ơi. 45 đến 55 kg đen 3. 45 đến 55 kg. Hoa vàng 5 mặt ông Hà. Cam phối 5. Rồi đen 3. 45 đến 55 kg đen 3. 45 đến 55 kg đen này cổ hai lá luôn. Bỏ hồng tím đen 3 khách ơi, 5 bộ rồi, có mua thêm cọc giùm tiếp nha. Rồi bên tiếp chốt nhiều hơn cho mình. Rồi xanh 3. Phạm Thu Ngọc khách ơi, tiếc không có chốt em được. Bây giờ mấy bộ đó đi đơn thì đi, chứ không có chốt em, gọi 2 ngày không ngày nào nghe máy hết. Rồi xanh 3. Gọi 2 ngày luôn chứ không phải là gọi 1 ngày, gọi 2 ngày không ngày nào mà bắt máy hết. Rồi xanh 3 cho Nguyễn Thu. Rồi mã này đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5 nha mọi người. Số 5 em lớn nhất. Rồi khi em nhận cọc em mới chốt thêm nha, vỏ hồng tim. Còn chưa nhận là không có chốt thêm được nha chị. Rồi đen 5 chốt cho Linh Mỹ. Linh Mỹ này có số này. Rồi Linh Mỹ không có cho số điện thoại không chốt được nha khách. Rồi đen 5 chốt cho Thanh Thảo Bùi. Rồi mã này ghi cho tí hồng 5 bộ giống đầu lai mọi người ơi. Hồng 5 nha, 60 đến 65 kg hồng 5. Rồi khách ơi, hồng 5 bộ giống đầu lai tiếp mặt nha. Số 5 này 60 đến 65 kg hồng 5. 60 đến 65 kg hồng 5. Nguyễn Thanh Tuấn có hồng 5. Quá đẹp luôn. Rồi da 5, 60 đến 65 kg da 5. 60 đến 65 kg da 5. Thanh Thảo Bùi đổi số điện thoại. Thanh Thảo Bùi đổi số điện thoại.
Diễm Thư báo chút đơn gọi lại. Gia năm cho Vũ Hải Phượng. Gia năm Vũ Hải Phượng. Rồi mã này beo năm luôn mọi người. 62 đến 65 kg. À, 60 đến 65 kg beo năm. Tay khách beo năm dùm cho Tiến nha. Beo năm. Số 5 là 60 đến 65 kg beo năm. Rồi khách ơi ghi chữ tí là chữ 3 đi. Chữ 3 nè, 45 đến 55 kg chữ 3. Rồi, beo 5 cho Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân beo 5. Nguyễn Ngân à, gọi không nghe máy, không chốt nữa nha. Nguyễn Ngân này không có nghe máy. Rồi, beo 5 lên đi mấy chị. Beo 5. Chữ 3 cho Mai Huy. Rồi, chữ 3 còn một bộ. Chữ 3 cho Thi Phan. Rồi, beo 5 cho chị Ngọc Tiên. Ngọc Tiên beo 5. Rồi em có mã này. Mình ghi cho em xanh nha. Xanh 3 và xanh 4. Rồi số 3 45 đến 55 kg. Số 4 56 đến 60 kg. Đặt cọc 200k chuyển khoản nha khách. Rồi mã này ghi cho em xanh 3 và xanh 4. Xanh 3 và xanh 4 mọi người ơi. Xanh 3 và xanh 4. Đây xanh 3 và xanh 4 giùm em nha. Xanh 3 và xanh 4 để em hai mẫu xanh nha. Hai mẫu xanh cho. Cưng luôn á cả nhà ơi. Bây giờ cái mặt mẫu này nó thấy nó cưng. Ôi trời. Ôi nè. Rồi xanh 3 xanh 4 nha. Xanh 3 xanh 4. Hay cái cổ. Xanh 3 xanh 4. Rồi xanh 3 xanh 4. Xanh 4 Quang Di Trần. Xanh 3 Thanh Xuân. Rồi hết ha. Xanh 3 xanh 4. Em nhận được hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn Phạm Ngoan. Rồi cái này ghi cho tiết đỏ 5. 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi 60 đến 65 kg đỏ 5 mọi người. Số 5 lớn nhất. Số 5 lớn nhất mọi người ơi. 60 đến 65 kg đỏ 5. Đỏ 5 cam 5 luôn. Rồi số 5 lớn nhất. Đỏ 5 cam 5. 60 đến 65 kg. Rồi đỏ 5 và cam 5. 60 đến 65 kg. Rồi riêu 5 đọc theo cái viền nha mọi người. Nguyễn Ngoãn đỏ 5. Rồi đây riêu 5. Rồi đẹp quá. 60 đến 65 kg. Riêu 5. Rồi riêu 5 quá đẹp luôn bộ nè. Đó. Có hoa văn quá đẹp luôn. Riêu 5 60 đến 65 kg. Rồi vàng 5. Phương Hoài riêu 5. Rồi ok khách, bộ này đẹp quá khách ơi. Phương Hoài riêu 5. Vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5.
Rồi đỏ trắng 5, 60 đến 65 kg đỏ trắng 5. Rồi size 5 lớn nhất 60 đến 65 kg đỏ trắng 5. Vàng 5 cho Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc vàng 5, đỏ trắng 5. Rồi đỏ trắng 5 kèm số điện thoại mấy chị ơi, mua hàng phải có số. Đỏ trắng 5. Chị Hồng Tuyết lấy số 5 đúng không chị? Đỏ trắng 5. Rồi khách ơi, cái này là nâu 3 nha. 45 đến 55 cái số 3 là nhỏ nhất, nâu 3. Trời đẹp quá. Tủ vuông cho mình nè, nâu 3 khách ơi, cái bông đẹp quá nè. Hồ Tú lấy nâu 3 cái bông này quá đẹp luôn. Rồi, đỏ 5 nè, đỏ 5 bộ này nè. Đó đẹp chưa? 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi quen Di Trần khách cũ đi đơn 3 bộ ok khách nè. Rồi đỏ 5 nè khách ơi, 60 đến 65 kg đỏ 5 quá đẹp. Rồi cái này là cam 3 nha khách ơi, 45 đến 55 kg số 3 cam 3. 45 đến 55 kg cam 3. Rồi 45 đến 55 kg cam 3. Không đổi không xả thanh xuân. Xuyên Nguyễn đỏ 5. Cam 3 Phương Nghi. Rồi mã này là ghi cho tí là cam phối 3 nha, cam phối 3, 45 đến 55 kg cam phối 3. Cam phối 3 mọi người ơi, 45 đến 55 kg cam phối 3. Cam 3 còn bộ. Cam 3 chốt cho Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi có cam 3 luôn nha em, bông bông như thế này. Còn bộ này là cam phối 3 nha, cam phối 3. Rồi mã này ghi cho tiếng là cam 5, cam phối 3 nha Nguyễn Hồng. Rồi cam 5 nha mọi người ơi, 60 đến 65 kg cam 5. Đẹp quá, 60 đến 65 kg cam 5 khách ơi. Cam 5. Rồi lá 4. 56 đến 60 kg. Lá 4. Chị Đỗ Phượng ơi, của chị 10 bộ rồi, mua thêm cặp cho em đi chị. Qua nay nhiều hàng rồi, mình mua mình cặp em mới chốt em được. Cam 5. Rồi Phạm Thành Công không có số nè. Mấy chị khách mới mã thêm số một dòng đi mấy chị. Còn chị nào khách cũ mua nhiều cặp cho em. Chị Đỗ Phượng nè, mua nhiều cặp đi chị. Rồi cam 5 chốt lá Hồng Tuyết. Lá 4 khách rồi, 56 đến 60 kg lá 4. 56 đến 60 kg lá 4. Số 4 đó, kiểu giống tiết mặt. Lá 4 nha. Đây bộ tiết mặt còn bộ xanh 3. Hảo may mắn lá 4. Rồi đây bộ tiết mặt xanh 3, số 3. 45 đến 55 kg xanh 3. Rồi xanh 3 khách ơi, lá 4 hết hàng. Xanh 3. Rồi hoa 3, 45 đến 55 kg hoa 3. Xanh 3 và hoa 3 vàng vàng lên số điện thoại đi em, chị lưu rồi em đặt mã. Hoa 3 xanh 3, 45 đến 55 kg. Dí 3 mọi người, dí 3 luôn. Hoa 3 cho Thuy Phan. Rồi xanh 3 cho Hồng Nguyễn. Nhí 3 mọi người ơi, 45 đến 55 kg nhí 3.
Rồi thanh xuân là xả đơn. Thanh xuân kêu quỷ đơn là hai bộ xả ra luôn. Rồi thanh xuân hai bộ quỷ đơn. Rồi chốt cho em nha, dí ma đi xoan. Chị Diễm Huy ơi, đơn của chị chưa có chốt được, em không có chốt thêm được chị. Phạm Thành Công chưa có bộ nào hết. Rồi vỏ hồng tím không có dồn đơn chị. Khách mới của ai nấy nhận dùm em nha, không có dồn chị ơi, khách mới của ai nấy nhận đi mấy chị ơi. Đây khách ghi cho tí là cam 3, cam 5. Số 3 45 đến 55 kg, số 5 60 62 kg. À 60 65 kg, số 5 nói chung lớn nhất. 65 kg trở lại, số 3 là nhỏ nhất. Rồi ghi cho tí là cam 3. Cam 3, cam 5. À chị bỏ hồng tim em nhận được 200k của chị nha, mới vừa nhận luôn nha chị. Hồng Nguyễn lấy cam 3. Rồi tiếp còn cam 5, số 5 60 đến 65 kg cam 5. Rồi vàng 3 kiểu giống tiếp mặt hồi nãy, vàng 3 nha mọi người nha. Rồi vàng 3 nè. 45 đến 55 200. Vàng 3 khách ơi. Cam 3 tiếp hết nha, tiếp còn là cam 5. Rồi bộ này là vàng 3. Số 3 45 đến 55 kg. Số 3 nhỏ nhất mọi người. Cam tí đã chốt hết rồi mọi người. Cam 3. Khoan khoan để đi coi ở đây còn. Còn số mấy? Còn bộ cam 3 nè. Hương cam có cam 3. Rồi hương cam có cam 3. Vàng 3 nha mọi người. Thấm Nguyễn vàng 3. Rồi vàng 3 tí còn hàng nha. Vàng 3 Nguyễn Nhi, rồi ok em nè. Vàng 3 Lan Anh, rồi ok em nha. Vàng 3 còn 1. Cái này là cam 5, 60 đến 65 kg nè. Vàng 3, 45 đến 55 kg. Rồi lá 4 nè mọi người. Lá 4 nè. 56 đến 60 kg lá 4. 56 đến 60 kg lá 4. Rồi 56 đến 60 kg lá 4 mọi người ơi. Nguyễn Thị Quy, mã của mình lên chậm quá chứ đâu có đọc chốt được khách. Đó, ai lên trước thì tí đọc trước. Vàng 3 Đỗ Thị Mỹ Phượng. Lá 4. Trung Hảo không có số điện thoại. Trung Hảo không có số điện thoại. Lá 4 này được 3 bộ nè mọi người. Lá 4. Rồi chữ 3 khách ơi, 45 đến 55 kg đi đơn cho Nguyễn Nhi khách cũ. Trung Hảo 767. Rồi ok khách Trung Hảo nè. 767 lá 4. À, chị Trần Chiến có lá 4. Rồi em còn lá 4 nữa nha. Em còn lá 4. Cam 5 cho vỏ 7. Vỏ 7 cam 5. Chữ 3 cho chị Phạm Lê. Lá 4 nha khách, lá 4. Mã Hoàng Phương Liên. Rồi lá 4 Mã Hoàng Phương Liên. Em hết lá 4 chị Nguyễn Thị Quy. Đó, do là mình lên sao chị không có đọc tên chị được. Rồi xanh 3 khách ơi, 45 đến 55 kg xanh 3. Ồ, bộ này đẹp quá mọi người, cái bông đẹp quá nè. Rồi xanh 3 45 đến 55 kg xanh 3.
Chị Trần Chiến đi đơn ok chị. Thi Phan xanh ba ok hết. Nâu ba mọi người ơi, 45 đến 55 kg nâu ba quá đẹp luôn. Bộ nâu đẹp quá mọi người, nâu ba 45 đến 55 kg nâu ba. Xuất sắc. Rồi chốt liền, cái bộ này giống cái cổ đầu lai tiết mặt á. Nâu ba nha mọi người. Thấm Nguyễn lấy nâu ba. Rồi nâu ba hết nha, đây bộ đầu lai hồng 5. 60 đến 65 kg hồng 5. Quá đẹp luôn hồng 5. 60 đến 65 kg bộ đầu lai nha khách. Rồi hồng 5 60 đến 65 kg. Da 5 luôn, 60 đến 65 kg da 5. Hồng 5 cho mặt ông Hà. Mặt ông Hà hồng 5. Rồi da 5 khách ơi. Trời đẹp quá. 60 đến 65 kg. Chị Xuân Nguyễn bên em gọi chị chưa chị? Bên em gọi chút đơn cho chị chưa chị ơi? Ngọc 4 nè khách, da 5 cho Thấm Nguyễn. Ngọc 4, 56 đến 60 kg, Ngọc 4. 56 đến 60 kg, Ngọc 4. Gọi cho chị rồi. Rồi ok chị, đi đơn cho chị Xuân Nguyễn. Hồng 5 em chốt rồi nha. Rồi mấy chị ơi, đỏ 3 đẹp quá nè. 45 đến 55 kg đỏ 3. 45 đến 55 kg đỏ 3. Ngọc 4 đỏ 3. Rồi bộ này là riêu, riêu 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg, riêu 5. 60 đến 65 kg, riêu 5 mọi người. Đó, màu riêu ha, riêu 5. 60 đến 65 kg, riêu 5. Ngọc 4 cho Như Quỳnh. Rồi Như Quỳnh có ngọc 4. 56 đến 60 kg mặt số 4. Riêu 5 cho Kiều Mỹ. Kiều Mỹ riêu 5. Vàng 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5 khách ơi, quá đẹp luôn. 60 đến 65 kg vàng 5. Chữ 4 nha khách. Riêu 5 đã chốt. Chữ 4 nè mọi người. Rồi 56 đến 60 kg mặt số 4. Vàng 5 cho Giang Hương. Giang Hương vàng 5 đây, chữ 4. Bộ này đẹp nè mọi người, chữ 4. 56 đến 60 kg chữ 4. Rồi kiểu giống tiết mặt. Rồi tiết hết xanh 5. Kiểu giống tiết mặt. Chữ 4 cho chị Phạm Lê. Chị Phạm Lê chữ 4. Rồi chữ 4 còn 1. Thi Phan chữ 4. Xanh 5. Rồi 60 đến 65 kg giống mẫu mặt xanh 5. Mặt ông Hà 8 bộ nha. Xanh 5. Rồi Nguyễn Ngọc có xanh 5. Đỏ 3 cho Danh Linh. Danh Linh đỏ 3. Cam 3 kiểu giống tiết mặt. Cam 3 45 đến 55 kg. Cam 3 kiểu giống tiết mặt. Cam 3 khách ơi. Em nhận 2 bộ đẹp lắm chị, mặc vừa y luôn. À cảm ơn Đoàn Xuyến. Rồi kiểu giống tiết mặt. Cam 3 bông hoa nhỏ khách ơi. Bây giờ tiết không có nhớ chính xác cho nên là tiết nói tương đối thôi nha. 7-8 bộ gì đó. Còn bây giờ đợi bên chốt đơn gọi báo chính xác cho mình. Phương Nghi cam 3. Rồi mã này xanh 4. Xanh 4 nè. 56 đến 60 kg. Cái hoa này đẹp đó mọi người. Thấy không? Hoa quá đẹp luôn. Rồi xanh 4 nè.
quá. 56 đến 60 kg hoa 4. Vàng 5. À xanh. Mới đọc màu xanh ra. Xanh 4 vàng 5. Mỹ Hà Phan Thị xanh 4. Vàng 5 nè khách. 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Trời ơi đẹp quá mọi người. 60 đến 65 kg vàng 5. Xin quần không có đơn nha khách. Khi nào đọc tên mới có đồ, không đọc không có đồ. Vàng 5 cho Quỳnh Phạm. Đó, khi nào đọc tên như thế này là Tiết mới lấy đồ ra. Rồi mã này ghi cho Tiết là đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi cái này đen 5 luôn mọi người ơi. 60 đến 65 kg đen 5. Đỏ 4, Tuyết Trần Bạch. Rồi ok chị nè. Đen 5. 60 đến 65 kg bộ đẹp nha. Đen 5 nha, 60 đến 65 kg đen 5. Rồi đẹp quá đẹp luôn. Rồi Nguyễn Ngoãn có đen 5. Nguyễn Ngoãn đen 5. Rồi Caro 5 nè mọi người. Caro 5, 60 đến 65 kg. Quá đẹp. Caro 5. 60 đến 65 kg. Caro 5. Rồi lá 5. 60 đến 65 kg lá 5. 60 đến 65 kg mọi người. Quá đẹp luôn lá 5. Xuất sắc chưa? Kiều Mỹ Caro 5. Quá đẹp luôn. Rồi lá 5. Khoan để coi Caro còn. Hết hết. Lá 5 đi mọi người. 60 đến 65 kg. Rồi hoa 3 kiểu giống tiết mặt. 45 đến 55 kg hoa 3. Đẹp quá nha. Rồi hoa 3 nè mọi người ơi. Quá đẹp luôn. 45 đến 55 kg số 3. Rồi mã này ghi chi tiết là da 4 này. Đẹp quá kiểu giống đầu lai nè cả nhà. 56 đến 60 kg da 4. Đây kiểu này là đầu lai. Hoa 3 cho Đỗ Ngọc Thanh. Rồi ok khách. Rồi còn lá 5. 60 đến 65 kg da 4. 56 đến 60 kg da 4. Xuất sắc luôn. Da 4 nha. Rồi đỏ 4. Nam Hồ da 4. Rồi chỉ có da 3 luôn nè khách. Da 3. 45 đến 55 kg da 3. Rồi đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. Đẹp quá mọi người ơi. Đỏ 4. Da 3 cho Tuyền Lê. Rồi Tuyền Lê có da 3. Đỏ 4. Nam Hồ đi đơn ok khách. Xanh 5. Quá đẹp luôn. 60 đến 65 kg xanh 5. Đây khách ơi đẹp quá khách. Xanh 5 60 đến 65 kg. Cổ vuông cho mình nha. Xanh 5. Riêu 5 luôn. Riêu 5 luôn nè khách. Nguyễn Thanh Túng có xanh 5. Rồi còn đỏ. Rồi mã này là riêu 5. Rồi đẹp quá. Rồi riêu 5 nha. 60 đến 65 kg riêu 5. Quá đẹp. Xuất sắc xuất sắc. Riêu 5 60 đến 65 kg. Đỏ 4 cho Lam Cao. Rồi chị Lam Cao đỏ 4. 56 đến 60 kg. Riêu 5 cho Quỳnh Phạm. Caro 4 này đó. Caro đỏ nè. Caro 4 nè. 56 đến 60 kg. Caro 4.
Caro 4 nha mấy chị, 56 đến 60 kg caro 4. Ten 4. Rồi, 56 đến 60 kg. Caro 4 và đen 4, 56 đến 60 kg. Caro 4 và đen 4. $115.000 chị ơi, $115.000 bộ. Đen 4 cho Thấm Nguyễn, caro 4 thì dung nặng thị. Rồi cam 5 này khách, 60 đến 65 kg cam 5. Quá trời đẹp luôn, 60 đến 65 kg cam 5. Đẹp quá khách ơi. Cam 5 nha, hoa cam như thế này, 60 đến 65 kg cam 5. Quỳnh Phạm cam 5. Rồi cảm ơn Phương Nguyễn nha. Rồi đen nhí 4, đen nhí 4 là nhí nhí như thế này. Rồi 56 đến 60 kg đen nhí 4. Đen nhí 4 mọi người ơi. Đen nhí 4, da 4. Rồi đen nhí 4 và da 4. Phi Phan có đen nhí 4. Da 4 là khách. Da 4 luôn. 56 đến 60 kg. Rồi da 4 đẹp quá mọi người. Da 4 vàng 4. Rồi da 4 vàng 4. 56 đến 60 kg. Rồi chưa biết nữa Phương Nguyễn ơi, chưa biết đó, em đồ sale cho nên là không có nói trước được. Rồi đen 4 lại nè khách, đen 4. 56 đến 60 kg, đen 4, da 4, vàng 4. Nhí 3. Đen 4 cho Tuyết Mai. Tuyết Mai đen 4. Rồi, nhí 3, 45 đến 55 kg nhí 3. Nhí 3. Rồi 45 đến 55 kg nhí 3. Thí Vi Nguyễn có nhí 3. Rồi mã này là cam 3 luôn khách. Da 4 là Trần Huệ, Trần Huệ da 4. Cam 3 khách ơi, 45 đến 55 kg cam 3. Đẹp quá mọi người, cổ hai lá nha. Đó, cổ hai lá cho mình. Quá đẹp luôn ha. Rồi cam 3. Vàng 5 nè khách. Vàng 5. Cam 3 cho Hồng Nguyễn, Hồng Nguyễn cam 3. Vàng 5 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Cam 4. 56 đến 60 kg cam 4. 56 đến 60 kg cam 4. Rồi vàng 4. 56 đến 60 kg vàng 4. Cam 4 cho Thi Phan, cam 3 hết hàng khách. Rồi đang cầm là vàng 4. 56 đến 60 kg. Rồi đang cầm vàng 4. 56 đến 60 kg vàng 4. Cam 4 em đã chốt rồi các. Chốt rồi nha. Rồi đang cầm là cam 5, 60 đến 65 kg cam 5 nha. 60 đến 65 kg cam 5 nè các. Quá đẹp luôn mọi người, chốt cái mẫu này đi. Quá đẹp. Cam 5 số 5, 60 đến 65 kg. Rồi nhí 4.
Dí 4 nha, 56 đến 60 kg. Dí 4. Cam 5 Nguyễn Hoảng, cam 5. Dí 4, dí 4 mọi người ơi. Hoài Nhí. 45 56 đến 60 kg mà số 4, dí 4. Rồi dí 4. À dí 4 này lỗi nè. Lỗi này nha, bỏ ra nha. Cam 5 đã chốt. Rồi đỏ 5 nè khách. 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi vàng 3 đi khách. 45 đến 55 kg vàng 3. Hai cái cổ. Rồi vàng 3. Rồi chị Hồng Nguyễn hai bộ gửi luôn, ok chị. Rồi hồng 3 nè mọi người. 45 đến 55 kg hồng 3. Vàng 3 cho Ngọc Tiên. Ngọc Tiên có vàng 3. Rồi hồng 3. 45 đến 55 kg hồng 3. 45 đến 55 kg hồng 3. Đây đỏ nè. Đỏ 3 nè mọi người. Đỏ 3 nè. Đỏ 5 Yuliton. Yuliton đỏ 5. Đỏ 3 luôn khách. 45 đến 55 kg đỏ 3 hồng 3. Hồng 3 cho Hồng Nguyễn. Rồi tiếp có hồng 5 luôn. Hồng 5 luôn. Hồng 5, hồng 4. Rồi hồng có 3, 4, 5 luôn. Hồng có 3, 4, 5. Rồi đỏ 3. Đỗ Ngọc Thanh đỏ 3. Còn hồng 4, hồng 5. Còn hồng 4, hồng 5. Phương Hoài lấy hồng 5. Rồi hồng 4 cho bông hoa nhỏ. Đen 4 kiểu tiết mặt. Quá đẹp luôn, đen 4. 60kg cho lại khách đen 4 nha, kiểu tiết mặt. 56 đến 60kg đen 4. Đen 4. Rồi đỏ 3 bộ này đẹp quá. Đỏ 3 nè. 45 đến 55kg đỏ 3 bộ này đẹp. Đỏ 3 nha các ơi, đẹp quá nè. Đỏ 3. Đen 4 đỏ 3. À, bên tiếp lọ gọi chốt đơn Phương Hoài. Không có chốt qua tin nhắn nha khách nha. Xanh 3 nè khách. Đỏ 3 Trần Xoan. Trần Xoan đỏ 3. Rồi mã này ghi chi tiết là xanh 3. 45 đến 55 kg xanh 3. Đẹp quá nha cả nhà ơi, xanh 3. Phi Phan xanh 3, đen 4 Quỳnh Kiều, đi đơn cho chị Yuli Tôm. Quỳnh Kiều không có số điện thoại chị, không có số, em không có lấy hàng nha chị ơi. Rồi đen 3 nè khách ơi, 45 đến 55 kg đen 3. 45 đến 55 kg. Bên chị gọi em bông hoa nhỏ, không có nhắn tin em ơi, gọi nghe điện thoại chốt cho nó lẹ em. Đen 3 Hoài Ngọc. Gọi chốt nha. Chứ nhắn tin lâu lắm mọi người, nhiều khi nhắn tin mọi người đâu có ở đó đâu trả lời, gọi cho nó lẹ. Rồi đây, tí có đen 4 nè, đen 4 nha. Rồi mã này đen 4 khách ơi, 56 đến 60 kg. Chị Quỳnh Kiều 690. Rồi của chị là cái bộ giống tiết mặt nha, cái kiểu giống tiết mặt. Đen 4 mà kiểu tiết mặt. Rồi ok bông hoa nhỏ, từ đây tới chiều anh chị sẽ gọi nha. Rồi đen 4 cho Thi Phan khách ơi, 10 bộ muốn em cặp giùm tí đi, Thi Phan khách cũ nè. 10 bộ rồi, mua thêm cặp giùm tiếp nha.
Rồi tiếp là đen 5, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Rồi đen 5 là 60 đến 65 kg đen 5. Rồi hồng 5 luôn khách ơi. Hồng 5 nha, 60 đến 65 kg hồng 5. Quá đẹp luôn nè cả nhà, chốt đi cả nhà ơi. 10 phút nữa tiết nghỉ, ăn cơm 2 giờ tiếp vẫn like hàng này nữa nha mọi người, like tới chiều luôn. Rồi hồng 5, đen 5 và hồng 5. 60 đến 65 kg mặt số 5. Rồi đỏ 3, 45 đến 55 kg đỏ 3. Rồi đen 5 cho Hằng Phạm. Rồi còn hồng 5. Rồi đỏ 3. Thanh Hiếu có một bộ luôn, nãy giờ hỏi hoài luôn, trả lời hoài luôn, có một bộ một. Rồi đỏ 3, 45 đến 55 kg, hồng 5 cho Uyên Hoàng. Em trả lời mấy lần luôn, vẫn lên hỏi em hoài luôn. Rồi mã này ghi cho tí là vàng 5 nè, 60 đến 65 kg vàng 5. Đỏ 3 cho Tuyết Trắng. Rồi vàng 5 khách ơi, 60 đến 65 kg vàng 5. Đỏ 4, 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi ly ruby thấy nè, thấy khách nào mà bây giờ lên sao rồi đâu có đọc được. Đó, bây giờ khách nào lên trước em đọc rồi, lên sao em đâu có đọc được. Tại vì đâu có đồ đâu, mỗi thứ một bộ á khách. Rồi ghi luôn, da 5 đẹp quá. Đỏ 4 cho chị Phạm Lê. Da 5 nè khách ơi, 60-65 kg da 5. Rồi chị Phương Hoài, chị ơi mình khách mới 6 bộ mà mua thêm cọc giùm tiếng mấy chốt thêm được nha chị. Vàng 5 cho Uyên Hoàng. Uyên Hoàng có vàng 5. Uyên Hoàng vàng 5. Đỏ 4 đã chốt rồi, Thanh Hiếu rồi chốt rồi nha. Xám 3, 45 đến 55 kg xám 3. Rồi chị Phương Hoài là khách mới, em không có dồn được chị ơi, em sẽ gọi chốt chị. Khách nào mới em sẽ gọi chốt nha, em không có dồn đơn được. Rồi xám 3, 45 đến 55 kg. Rồi chị Phạm Lê lấy xám 3. Rồi tiếp tục giùm em. Cam 4 nè mọi người ơi, cổ 2 lá, 56 đến 60 kg cam 4. 56 đến 60 kg. Rồi cổ 2 lá. Rồi, mã này là đen. Đen 5 nè khách. Cam 4 cho Tuyết Mai. Rồi đen 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg số 5. Rồi đen 5 giùm Tuyết nha, 60 đến 65 kg đen 5. 6 cô có đen 5 phải không chị? Ghi tắt quá em đọc không ra. 6 cô phải đen 5 không chị ơi? Mã này mình ghi cho Tuyết là đen 4. Đây đẹp nha, 60 kg cho lại đen 4. Đây 60 kg cho lại đen 4 nha mọi người. 56 đến 60 kg mình chốt số 4. Rồi bộ này là chữ 4. Chế Nguyễn Thị Liên có đen 4. Bộ này là chữ nha mọi người ơi, chữ 4. 56 đến 60 kg. Rồi ok chị 6 cô chữ 4 cổ 2 lá nha mình. Chữ 4. Rồi bé Kiều chữ 4. Bé Kiều 5 bộ khách ơi, mua thêm cặp bên tiếng mới chốt nhiều hơn cho mình được nha.
Reel 4 và Reel 3 mọi người. Reel 5 cái xin lỗi nha. Reel 5 và Reel 3. Reel 5 60 đến 65 kg. Reel 3 45 đến 55 kg. Reel 5. Reel 5 và Reel 3 hai bộ hai size. Reel 5 và Reel 3 hai bộ hai size. Rồi đỏ 3 luôn. Rồi đẹp quá nè. 45 đến 55 cái số 3, cổ hai lá đẹp quá cả nha. Rồi đỏ 3 nha. Quá đẹp luôn. Reel 3 Phương Nghi, rồi tiếp còn Reel 5. Rồi Reel 5 Xuyên Nguyễn, Reel 5. Đỏ 3 Quỳnh Nga. Rồi đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. Rồi cam mọi người, em có cam 3. Cam 3 55 đến 45 đến 55 kg cam 3. Đỏ 4 chị Mềm Nguyễn. 56 đến 60 kg. À Huệ em chốt khách nào tên Hiếu Phúc cho Huệ. Ờ đi rồi chị Tí. Rồi phải không? Cam 3 cho Hồ Tú. Chị Phương Hoài, chị bấm đồ bộ Tuyết Nguyễn á chị. Bấm đồ bộ Tuyết Nguyễn, em mặc áo dài màu đỏ, sao cái hình nền nó có số tài khoản với số chốt đơn á chị. 2 giờ chị like tới 5 giờ Thúy Vi Nguyễn. Rồi mã này ghi cho tiếp là cam 4. Cam 4 nha, 56 đến 60 kg cam 4. Rồi đẹp quá mọi người. Cam 4, 56 đến 60 kg. Cam 4. Rồi chị Quỳnh Nga 4 bộ gửi luôn, khách cũ ok nha chị. Rồi mã này ghi chi tiết là chữ 4 mọi người ơi. 56 đến 60 kg chữ 4. Quá đẹp luôn. Cam 4 với chị Phạm Lê. Rồi ok chị. Rồi chữ 4 nha mấy chị. Chữ này đẹp nè. Đó. Chữ 4 nha. Rồi 56 đến 60 kg mặt số 4. Rồi cam em mới chốt luôn khách. Cam đẹp quá. À đây cam 4 cho chị coi cái cổ. Cam 4 còn. Rồi cam 4 nè. Chốt cho Trần Diễm cam 4 nè. Rồi cam 4. Rồi chữ 4 cho Thanh Hiếu. Chữ 4 cho Thanh Hiếu bộ còn bộ nè. Rồi chữ 4 còn bộ. Rồi chị Nhung Ngô. Chữ 4. Cam 4 em chốt có 2 bộ rồi mấy chị, có 2 bộ thôi nha. Rồi chữ với cam tiếp hết nè. Ở này mình ghi cho tiếp là da 4 có 2 bộ, da 4. Quá đẹp luôn hết rồi. Chị Phạm Lê. Rồi chị ơi hôm qua có kêu đi đơn không? Nếu kêu rồi là không có dồn được nha chị. Còn chưa kêu thì em dồn được. Chị Phạm Lê bên em chị tới kêu rồi. Chị đó hôm qua đặt 2 bộ, chị đó kêu em giữ hết lại sáng đi đơn. Rồi rồi ok, vậy là đi đơn cho chị. Rồi khách ơi, da 4 Lê Thị Châu xếp tỉnh 30 Sài Gòn 20 nha khách. Rồi da 4 chỉ còn 1 bộ. Da 4 chỉ có 2 bộ nha. Rồi 40 quên, số 4 là 56 đến 60 kg. Da 4. Đây bộ này đẹp hết khách. Da 4 nha. 56 đến 60 kg. Đó, quá đẹp luôn da 4. Quanh Phạm da 4, chữ 4 đã chốt rồi khách. Quanh Phạm không có số điện thoại chị ơi. Em không có chốt nha. Mua hàng phải có số để bên em gọi chốt đơn. Da 4 chốt cho con heo. Rồi con heo da 4. Bộ này đẹp quá khách. Xanh 4 khách ơi. Xanh 4 nè. Bộ đẹp quá. 56 đến 60 kg. Xanh 4.
Rồi, xanh 4 nha. 56 đến 60 kg. Xanh 4, bộ đẹp quá á. Đen 4 luôn nè. Rồi, 56 đến 60 kg đen 4. Đen 4 nha mấy chị. Đó, cái cổ xuất sắc chưa? Đen 4, xanh 4 và đen 4. Trần Diễm có xanh 4. Rồi ok khách. Tí còn đen 4 nè khách ơi, đen 4. Rồi chị Mềm Nguyễn lấy đen 4. Rồi ok chị. Nhân viên nhà Tiết nói chuyện dễ thương. Bé này chị Phạm Lê nói á. Bạn có quen chị rồi, chị là biết ý chị rồi. Biết ý là dễ á mọi người ha. Đen chữ 4 nhìn Tiết nha, đen chữ 4. Ai mấy chị ơi, đen chữ 4 nha. 56 đến 60 kg. Đen chữ 4 mấy chị, đen kia Tiết chốt rồi, cái này ghi cho Tiết là đen chữ 4. Đen chữ 4 nha khách. Rồi mình ghi cho Tiết là beo 3. 45 đến 55 cái số 3, beo 3. Rồi mã này ok Phương Đình. Đen chữ 4 nha Ngọc Quỳnh. Rồi ok chị nè. Beo 3 em tí đi khách. 45 đến 55 kg beo 3. Beo 3 khách ơi, 45 đến 55 kg beo 3. Rồi, Hoa Nhí 4. 56 đến 60 kg. Beo 3 Thu Thu Phạm. Thu Thu Phạm beo 3. Rồi chị Nguyễn Thị Quy, bây giờ chị lên số điện thoại đi để Tiết lưu số, một lát mình đặt mã thôi, mình đặt mới kịp. Tại chị đặt không có kịp mọi người. Đó, chị đặt mình ghi dài là mình đặt không có kịp. Hoa Nhí 4, 56 đến 60 kg. Gửi luôn cho chế Nguyễn Thị Liên, ok chế. Rồi mã này Hồng 5. 60 đến 65 kg Hồng 5. 60 đến 65 kg Hồng 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kg nha. Số 5 Hồng 5. Rồi Nhí 4 cho Quỳnh Kiều. Quỳnh Kiều Nhí 4. Hồng 5 nè khách ơi, đẹp quá nha. 60 đến 65 kg Hồng 5. Rồi chị Nguyễn Thị Quy thấy số chị ơi, số có 9 số rồi chế. 38 có 9 số rồi chế ơi. Rồi Nguyễn Thị Quy số điện thoại thuê bao đợt trước hả. Chị ơi số mình có 9 số rồi chị. Caro 3 nè khách. 45 đến 55 kg Caro 3. Đó là tại sao mà em nói là bên em khách mới lần đầu tiên em gọi, có nhiều chị gọi thuê bao, có nhiều chị số điện thoại thiếu, cho nên là phải gọi lần đầu tiên gọi mấy chị. Mấy lần sau mình nhận hàng rồi không cần gọi cũng được. Hồng 3 cho đen đá không đường. Caro ấy, Hồng 5 đen đá không đường Hồng 5. Đây Caro 3. 45 đến 55 kg Caro 3. À, chị Nguyễn Thị Quy. À, số điện thoại của chị có 9 số thôi. Caro 3. Ngọc Dương, Ngọc Dương là ai ta? Phương Cam Caro 3. Rồi Nhí 3 mọi người ơi, 45 đến 55 kg Nhí 3. Nhí 3 nha mấy chị, 45 đến 55 kg, chú đơn cho tiếng là Nhí 3. Quá đẹp luôn Nhí 3. Vàng 5 này đẹp quá khách. 60 đến 65 kg vàng 5. Ồ đẹp quá mọi người ơi. Rồi 60 đến 65 kg. Dí 3 cho chị Nguyễn Lâm Xuân. Dí 3. Vàng 5 mấy chị ơi, số 5. 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi Quỳnh Phạm vàng 5. 60 đến 65 kg. Rồi chốt cho em đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4. 56 đến 60 kg đỏ 4.
quá đẹp luôn, 56 đến 60 kg đỏ 4. Đỏ 5 là bộ này. 60 đến 65 kg. Rồi Hương Cam khách mới bên em gọi chốt đơn chị, mình nghe máy bên em mới lấy địa chỉ mới gửi hàng cho chị được nha. Rồi. Mã này ghi cho tí là đỏ 5 nè mọi người. 60 đến 65 kg đỏ 5. Đỏ 4 như Như Quỳnh. Hai đỏ 4 bộ này. Rồi bộ này là đỏ 5 nè mọi người ơi. 60 đến 65 kg đỏ 5. Quần dài hết khách ơi, quần dài hết toàn bộ nha. Rồi đỏ 5 nhìn tiếp nè. Đó, đẹp không cả nhà. Nguyễn Thị Quy đỏ 5. Rồi xanh 5 luôn. 60 đến 65 kg xanh 5. 60 đến 65 kg xanh 5. Nguyễn Thị Quy không lên ha. Số điện thoại cũ. Số điện thoại mới là 637. 637. Thôi chị coi lại. 637. Rồi em coi là cái đỏ 5 lên 637 chưa. Rồi. Xanh 5 Trang Quỳnh. Trang Quỳnh có số. Chị Trang Quỳnh không có số điện thoại. Mấy chị mới thôi, mã thèm số. Rồi chị Trang Quỳnh 018. Rồi ok chị Trang Quỳnh. Rồi Caru 5 đi khách ơi. 60 đến 65 kg Caru 5. 60 đến 65 kg Caru 5. Caro 5. Rồi đỏ 5 khách ơi. Cái này chụp gửi quanh nhìn chị. À cái này bơm hàng. Rồi anh Nguyên, để tiếp đọc lại cho khách nghe nè. Gọi điện 2 lần không nghe máy. Một lần số thuê bao. Rồi hàng trả về rồi, chị bơm hàng rồi chị. Không phải là shipper người ta không giao, gọi cho chị hai lần chị không nghe máy. Lần thứ ba thuê bao thì trả về luôn. Chị anh Nguyên là bơm hàng. Gọi cho chị hai lần chị không nghe máy. Bây giờ chị lên chị nói là không ai gọi. Caro 5 Nguyễn Thị Quy. Rồi cái này đỏ 5. 60 đến 65 kg. Giao hàng gọi hai lần ngày không nghe máy, ngày thứ ba thuê bao rồi trả về luôn rồi khách, bơm hàng rồi. Rồi đỏ 5 khách ơi, 60 đến 65 kg đỏ 5. Đỏ 5 nha. Rồi mã này ghi cho tiếng là Ngọc 4 đi. Ngọc. À Ngọc này đẹp quá, Ngọc 4. 56 đến 60 kg Ngọc 4. 56 đến 60 kg Ngọc 4. Đỏ 5 và Ngọc 4. Rồi da 4 luôn. 56 đến 60 kg da 4. Da 4 luôn khách. 56 đến 60 kg da 4. Rồi em like hết cục này nữa, em nghỉ ăn cơm nha mọi người. Em nhận được đồ rồi chị, đồ đẹp lắm. Cảm ơn Nguyễn Thanh Tuấn. Rồi da 4. Rồi đẹp quá nè. Hồng 3 mọi người, màu này màu hồng dâu nha. Hồng 3 45 đến 55 kg hồng 3. Ngọc 4. Diễm Phạm da 4 Dung Ngô. Da 4 Ngọc 4. Hồng 3 Hương Lê. Còn đỏ 5 nè mọi người. Đỏ 5. Rồi nâu 4 luôn khách ơi. Đẹp quá. 56 đến 60 kg nâu 4. Đen 4. Đỏ
Rồi, cỏ hai lá mọi người. Nâu 4 và đen 4, số 4 nha. 56 đến 60 56 đến 60 kg số 4. Nâu 4 mã Hoàng Phương Liên. Rồi còn đen 4. Trung Thảo đen 4. Rồi đỏ 5. 60 đến 65 kg đỏ 5. 60 đến 65 kg đỏ 5. Bộ này đẹp nè mọi người. Đỏ 5, 60 đến 65 kg, bộ này là nâu 3 nè khách. Nâu 3, 45 đến 55 kg đẹp quá, nâu 3. 45 đến 55 kg nâu 3. Đỏ 5 da meo meo. Rồi meo meo không có số điện thoại. Nâu 3 cho Ngô Hồng. Rồi cam 3 luôn khách ơi. Cam 3 luôn. 45 đến 55 kg cam 3. Meo meo. Rồi 922 meo meo đỏ 5. Cam 3 nè khách. 45 đến 55 kg cam 3. Rồi thiết kế em hết rồi khách. Cam 3 và cái này là beo 3. Rồi hồng trần có cam 3. Rồi cái này beo 3 khách ơi, beo 3. Quá đẹp. 45 cho đến 55 kg beo 3. Thúy Vi Nguyễn beo 3. Rồi đỏ 3, bộ này đẹp quá nè. 115 nghìn khách ơi, 115 nghìn. Đỏ 3 luôn mọi người ơi. 45 đến 55 kg đỏ 3. Rồi giờ gán cục nữa nghỉ ha. Gán cục nữa thì nghỉ. Chiều lai tiếp hàng này còn nhiều lắm nha khách. Hàng này tiếp nhập nhiều lắm. Đỏ 3 cho Quỳnh Diệp. Chiều lai tiếp nha. Lai cục này nữa ăn cơm các mọi người. Chiều lai tiếp. Rồi vàng 4. 56 đến 60 kg. Vàng 4 mọi người ơi, 56 đến 60 kg vàng 4. Xanh 3. Rồi 45 đến 55 kg xanh 3. 45 đến 55 kg xanh 3. Vàng 4 Mỹ Hà Phan Thị. Rồi vàng 4 để tí coi, hình như bộ này tí còn vàng 5 hay gì á. Còn vàng 4 bộ nè. Thanh Mai vàng 4. Rồi ok chị Thanh Mai có vàng 4. Rồi xanh. Mã này là xanh 3, 45 đến 55 kg xanh 3. Xanh 3 45 đến 55 kg. Rồi đỏ 3 đã chốt rồi đó, xanh 3 nè, tay dúng dúng. An Trần xanh 3. Rồi vàng 4 còn một bộ luôn. Vàng 4 còn bộ luôn nha khách, vàng 4. Rồi vàng 4 còn luôn. Đang mặc hết rồi khách. Vàng 4. Cam 4 hết rồi. Rồi 56 đến 60 kg cam 4. Ai đẹp quá. 56 đến 60 kg cam 4. Vàng 4 tiếp còn nha. Rồi cái này cam 3. Cái cổ này đọc theo cái cổ này. Cam 3 55, 45 đến 55 kg. Số 3 nhỏ nhất. Cam 3 đây. Cam 3. Cam 4 là Ngô Hồng. Rồi cam 3 đi khách. Cam 3 ha, cam 3. Nâu 3. Cam 3 nâu 3, số 3 nhỏ nhất.
Rồi, 45 đến 55 kg. Đẹp quá mọi người. Cam ba nâu ba 45 đến 55 kg. Cam 5. Rồi, cam ba rất là diễm phạm. Diễm phạm cam ba. Rồi, tiếp còn nâu ba nè khách. Nâu ba nha, cam 5 nè. 60 đến 65 kg cam 5. Cam 5 đi khách, 60 đến 65 kg. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, tiết nghỉ ăn cơm cái mọi người. Nâu ba cho Quỳnh Nhu. Quỳnh Nhu nâu ba nè. Rồi, cam 5. Rồi mấy bộ, còn mấy bộ đây tiết dơ lại cho mình nha. Ai chốt được chốt thì tiết cái chiều mình chốt tiếp nha. Hồng Châu Lê cam 5 2 giờ tiết like tiếp cái hàng này. Đỏ 5. Rồi Hồng Châu Lê. Gọi không nghe máy. Rồi tiết không chốt nữa khách. Tại vì đã bán cho khách nhưng mà khách không nghe máy. Cam 5 chốt Thiên Nguyễn. Đỏ 5. Rồi đỏ 5 mọi người ơi. 60 đến 65 kg. Đỏ 5, 60 đến 65 kg. Rồi, lá 5 luôn, 60 đến 65 kg lá 5. Rồi, đỏ 5 lá 5, 60 đến 65 kg đỏ 5 lá 5. Vàng 5, 60 đến 65 kg vàng 5. 60 đến 65 kg vàng 5 khách ơi. 60 đến 65 kg vàng 5. 7 màu 4 nha khách, 7 màu 4. 56 đến 60 kg. 7 màu 4. Rồi bộ này là 7 màu số 4 nha. 56 đến 60 kg, 7 màu 4. Rồi bộ cuối cùng. 7 màu 4. Rồi bộ này ghi cho tiết lại sai mấy. Cam 5. 60 đến 65 kg nha, cam 5 bộ này đẹp nè. Hoa văn quá đẹp. Rồi tiết nghỉ 2 giờ tiết like lại hàng này nha mọi người. Cam 5. Rồi cảm ơn Quốc Phạm. Rồi tiếp chào tạm biệt mọi người 2 giờ nha mọi người nha. Like cái hàng này nữa nha.